Xin chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Quy cả Audio Rất vui khi được gặp lại tất cả các bạn trong khung giờ phát sóng quen thuộc ngày hôm nay Bộ truyện này thì độ dài của mỗi chương khác nhau Cho nên là mình chưa chắc chắn được là bộ truyện này sẽ khoảng bao nhiêu tập đâu nha mọi người Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 17 của bộ truyện Vợ bà bối con siêu quậy của Nam Cung Tổng Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ Tập 17 Quản tốt bản thân cô là được Con trai rất nhanh sẽ không còn là của cô nữa Lo lắng cái gì Chẳng lẽ Nam Công Tiên Sinh còn có thể làm khó cháu nội của mình hay sao? Người đàn ông phía sau nhìn chầm chầm bắp chân trắng nõn mềm mịn cùng đầu gối bị bao băng gạc của cô, diễu cợt nói. Trong lòng dụ thiên an đau nhói. Đôi mắt to tròn trong suốt, ngân ngấn hơi nước. Hàng mi run rẩy rũ xuống, cắn môi. Một câu nói cũng không nói thêm. Phải, dù Nam Công Ngạo đối xử tồi tệ với cô, ông ta cũng sẽ không thương tồn tiểu ảnh hiện tại đây là chuyện cô cảm thấy may mắn duy nhất. Nhưng chẳng lẽ ông ta không thể thông cảm cho tâm tình cùng một người mẹ không tìm được con trai của mình hay sao? Một giọt nước mắt rớt trên sàn tàu, Dụ Thiên An lắc lắc đầu, đón gió biển vuốt gọn đầu tóc lại. Trong mắt tràn đầy sự kiên cường cùng kiên định. Cô phải còn sống, nhất định là có thể tìm được con trai của cô. Cô phải sống để đợi thời điểm sung sướng vui vẻ đó. Nhưng hiện tại ngước mắt lên nhìn hoàn toàn là hoàn cảnh xa lạ bên cạnh bóng dáng mảnh khảnh của cô là một người đàn ông vạm vỡ mặc tay trang màu đen đứng canh chừng bỡ ngỡ đứng ở trên vùng đất xa lạ nhìn mọi người lui tới nói cười căn bản cô nghe không hiểu trong đôi mắt trong suốt thoáng qua chút sợ hãi cùng bất lực đi lên xe người đàn ông lôi kéo cánh tay cô người tiếp ứng còn chưa tới cô vào trong xe ngồi chút đi dụ thiên an lào đảo đỡ mui xe mái tóc xốc xích bay múa ở trước khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn cô nhìn thấy một cửa tiệm ở phía trước hình như là bán các loại nước uống thức ăn vặt của đài loan kẹp chặt cây gậy dưới nách giọng nói rõ ràng mà êm ái thật xin lỗi tôi có thể đi toilet được không tôi đi lại hơi khó khăn có thể tìm giúp tôi hay không khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của cô thoáng hồng hồng nhẹ giọng khẩn cầu Tính nhân hại của đàn ông vốn không tốt Nhưng vừa nhìn khuôn mặt xinh đẹp khổ sở của cô Trong nháy mắt cũng có chút động lòng Đối với phụ nữ xinh đẹp Đàn ông vốn có thừa lòng thương hại Cùng sự cường thế Cũng như ý muốn bảo hộ Anh ta ngẫm nghĩ một chút Chân của cô đã bị thương nghiêm trọng như thế Cho dù hiện giờ có thả cho cô chạy Thì cô cũng chạy không tới đâu Nghĩ xong để nói Cô chờ một chút Tôi đi hỏi giúp cô Dụ Thiên An nhìn anh ta, gật gật đầu. Cảm ơn anh. Thấy người đàn ông đi hỏi thăm, có thể loáng thoáng nghe được là anh ta đang dùng ngôn ngữ ZNV sứt sẹo xen lẫn với tiếng Anh để đối thoại. Dụ Thiên An nhanh chóng đào mắt nhìn bốn phía, nơi này không phồn hoa như thành thị lớn, xem ra chỉ là một thị trấn nhỏ náo nhiệt, có nhiều cửa hiệu và kho hàng. Rất nhiều người đang mua bán hải sản, bố cục cũng rất phức tạp. Đi thôi, ở bên đó Người đàn ông kéo cánh tay của cô Chỉ chỉ một cửa tiệm ở trước mặt Xong rồi thì mau ra đây Đừng có giờ trò gì nghe thấy không Dụ thiên an đi từng bước Từng bước rất chậm Hàng mày thanh tú khẽ nhíu lại Xem ra có chút đau đớn Bỗng nhiên người đàn ông cười cười tự diễu Rốt cuộc thì mình đang đề phòng cái gì Cho dù có thả ra Thì người phụ nữ này cũng chạy không được Được rồi vào đi Tôi đứng ở cửa hút điếu thuốc Nếu như không ra Thì tôi tự mình đi vào bắt người Nghe rõ chưa Người đàn ông nhau mắt lại Châm điếu thuốc Sờ soạn cầm của cô một cái Dụ thiên an giật mình Trong đôi mắt trong suốt dâng lên sự chán ghét mãnh liệt Cô cắn môi lùi về sau một bước Tôi biết rồi Cô ẩn nhẫn Đi theo một cô gái vào trong cửa hàng Cửa hàng rất tối Cô gái bên cạnh dìu đỡ cô ở bên tai cô Nói loại ngôn ngữ mà cô nghe không hiểu Nhưng nghe qua có vẻ rất ân cần thân thiết Mặc dù biểu tình rất phong phú Nhưng dụ thiên an vẫn không biết Cô gái đang nói cái gì Chẳng qua trong nháy mắt Khi cửa phòng vệ sinh mở ra Dụ thiên an bắt lấy tay của cô gái Trong ánh mắt Trong suốt lộ ra sự cầu cứu Cứu, cứu tôi Cầu xin cô cứu tôi Tôi bị bắt cóc Cô có thể giúp tôi thoát ra ngoài được không Mặc dù biết đối phương nghe không hiểu tiếng Trung Nhưng dụ thiên an vẫn gấp gáp nói Trong mắt ngân ngấn lệ Cô gái sợ hết hồn Lui về phía sau Muốn tránh khỏi tay của cô để chạy ra ngoài Đừng đi Văn cầu cô đừng đi Một giọt nước mắt xót xuống Dụ thiên an níu tay cô gái Cô bình tĩnh lại Dùng tiếng Anh nói chuyện với cô gái Cô biết mình chỉ có thời gian một điếu thuốc Cô không có thời gian để tiêu hao sự hoảng sợ trong mắt cô gái dần dần tản đi Nhưng trình độ tiếng Anh của cô gái cũng rất thấp Nghe thật lâu mới hiểu được ý của cô Nắm cánh tay cô kêu lên mấy tiếng Nhất thời trong mắt càng thêm sợ hãi Cô gái nói bô bô, la la, khoa tay mố chân Chỉ chỉ chân của cô Dụ thiên an lắc lắc đầu, giọng run run nói Không sao, tôi có thể chạy Chân của tôi không có vấn đề gì vừa nói cô vừa bỏ cây gậy ra cắn răng chịu đựng cơn đau nhức đặt cái chân còn lại xuống đất cái váy dài che đầu gối bị băng bó thậm chí cô còn đi nhanh mấy bước ở tại chỗ cho cô gái nhìn cô gái cau mày suy nghĩ một chút bỗng nhiên mắt sáng lên lại nói mấy câu mà cô nghe không hiểu nắm tay cô đi tới một cánh cửa nhỏ đầu gối của dụ tiên an đau muốn chết nhưng cắn răng cố chịu đựng sắc mặt tái nhợt đi cùng cô gái Thời điểm nhìn thấy cánh cửa kia thì có hơi nghi ngờ Cô gái kéo cô đi tới mở cánh cửa kia ra Không gian bên trong rất nhỏ Chỉ có trẻ con mới có thể chui qua Cô gái lại khoa tay múa chân Hình như ý tứ là có thể thông qua đó đi ra bên ngoài Ý bảo cô mau chóng từ nơi này chạy trốn Dụ thiên an hơi do dự Trong mắt tràn đầy sự lo lắng Vậy người bên ngoài thì sao đây? Bên ngoài có người coi chừng Cô gái liều mạng vừa lắc đầu vừa khoát tay Kéo cửa ra đẩy mạnh cô vào trong Nghẹn đỏ mặt mới thốt ra được một tiếng trung văn Chạy Dụ thiên an kho người chen vào trong không gian nhỏ hẹp kia Mắt rưng rưng nhìn cô gái Cô gái vô cùng căng thẳng Khẩn trương đến mức ngón tay cũng run run Nhưng ánh mắt nhìn cô vẫn sáng chói Nở một nụ cười cúi đầu ấn một nụ hôn lên trên mặt của cô có bước chân người đi tới nơi này Vội vàng nói mấy câu với cô Nhanh chóng đóng cánh cửa nhỏ lại Bên ngoài là thanh âm Lách cách của ổ khóa Dụ thiên nan chưa hoàn hồn Thì đã ở bên trong một mình Cô nhìn trầm chầm, chầm, cánh cửa kia Giọng mang theo tiếng nước nở Nói một câu cảm ơn Xoay người túm váy Không người nhanh chóng đi về phía Lối tối tăm kia Toàn bộ chung quanh đều là khói mù và dầu mỡ Cô giơ tay đụng vào Rất dơ rất dơ Cô cố chịu đựng Nhưng sức nặng toàn thân đè nặng Khiến đầu gối đau như sắp gãy lìa Khuôn mặt nhỏ nhắn của sụ thiên an Dỉ ra mồ hôi Dường như mỗi bước chân Là đang dẫm lên trên mũi đau Thịt bị xé rách Máu tươi nhỏ giọt Xương cốt bị đè ép Nhưng tốc độ chạy càng lúc càng mau Càng lúc càng nhanh Cô phải chạy nhanh lên một chút Ngoài cửa Cô gái có làn da hơi ngăm đen vừa chạy ra ngoài Thì bị người đàn ông bắt được Điếu thuốc đã hút được một nửa Anh ta nhíu mày hỏi Người đâu? Người tôi dẫn vào giao cho cô đâu? Đôi mắt của cô gái lộ vẻ kinh hoàng Sợ tới mức run lẻ bẩy Miệng nói ngôn ngữ Khoa tay mùa chân ra dấu một hình vuông Chỉ chỉ phía dưới Che bụng ra vẻ thống khổ Khuôn mặt ngăm đen ửng hồng Hy vọng anh ta có thể hiểu Rốt cuộc thì người đàn ông cũng hiểu ra ý tứ của cô gái Chắc là người phụ nữ kia tới chủ kỳ nghỉ lễ Mà đúng lúc bên trong này không có đồ dùng Cô gái kia cầm tiền trong tay chuẩn bị đi mua Người đàn ông vuông cô gái ra Nhìn đồng hồ Trợn mắt nói Nhanh đi Nhanh lên một chút Cô gái như được đại xá trợn to hai mắt gật gật đầu chạy đi giống như một cơn bão vừa mới quét qua lạc phàm vũ đến nơi thì đã là nửa giờ sau vừa bước khỏi du thuyền anh nhìn thấy trên quảng trường trống trải có mấy người đàn ông cuống cuồng như điên đang dây dưa ở trước một cửa tiệm bất chợt một tiếng thét chói tai của phụ nữ truyền đến lạc phàm vũ nín thở đi qua chụp lấy bà vai của người đàn ông kia một quyền hung ác ngoan độc nện tới tiếng thét chói tai lan tràn ra xung quanh lạc phàm vũ kéo lòng cả vạt Túng người đàn ông trên mặt đất lên lại nện tới thêm một quyền anh lo lắng đề phòng suốt mười mấy giờ đồng hồ cuối cùng đã bắt được bọn họ cơn giận nghẹn ở trong lồng ngực sắp nổ tung cái gì cũng đều không để ý chỉ túng lấy tên đàn ông kia ra sức mà đánh mấy cú đấm rất hung ác quan độc tên đàn ông bị đánh đến nhìn không thấy nam bắc Rốt cuộc sức lực của Lạc Phạm Vũ cũng dã rời. Túm lấy cổ áo của anh ta, hùng ác hỏi. Cô ấy đâu? Sụ tiền an đâu? Giao ra đây cho tôi. Mặt mũi của tên đàn ông bầm dập, thống khổ khó chịu dên gì. Bị đánh đến máu tươi đầm đìa, khó khăn mở mắt ra. Kinh sợ nhìn Lạc Phạm Vũ, giọng khàn khàn, gấp rút nói. Không thấy, không thấy cô ấy ở đâu. Chúng tôi cũng đang tìm, vừa nói xong thì ho khan dữ dội một trận lạc phàm vũ trợn to hai mắt nhanh chóng kéo anh ta đứng dậy hung hăng để ở trên vách tường cậu nói cái gì không thấy không thấy cô ấy bao lâu rồi nói rõ ràng cho tôi nghe người đang ở trong tay của các người tại sao lại không thấy hả chính cô ấy đựng mình trốn máu tươi sỉnh sệt tràn ra từ khóe miệng của tên đàn ông chảy xuôi xuống trên người anh ta mẹ lạc phạm vũ nóng này giống lên một tiếng đôi mắt đỏ hồng anh hung hăng muốn đện thêm một quyền vào mặt của anh ta đừng ép hỏi nữa vô dụng thôi nam cung minh dạ không biết chạy tới từ khi nào sắc mặt tái xanh đôi mắt thâm thúy đầy tư máu gợn sóng mình đã có tin tức chính xác thiên an đã trốn thoát cô ấy đang ở gần đây nam cung minh dạ vô cùng lo lắng đôi mắt mong ngóng tìm kiếm bốn phía anh hơi lảo đảo xài bước đi tới Lạc Phạm Vũ trợn to hai mắt Suy nghĩ một chút Đột nhiên bỏ qua tên đàn ông Bước nhanh đuổi theo Làm sao cậu biết Ông cụ cũng đã nhận được tin tức Ừ Vừa mất dấu thiên an thì ông ấy đã biết Hiện tại cô ấy không ở trong tay ông ấy Mình cũng không cần giấu giếm hành tung nữa Nam Cung Minh Dạ khàn giọng giải thích Giọng nói trầm thấp Phát ra từ trong lồng ngực Mình phải tìm được cô ấy ngay lập tức Phải lập tức tìm được Nhất định là cô ấy rất sợ hãi Nỗi đau lòng kịch liệt hành hạ Anh đang tìm kiếm cô ở trong một đất nước hoàn toàn xa lạ Dù một góc nhỏ cũng đều không bỏ qua Rốt cuộc cũng tìm được cô gái đã trợ giúp cô chạy trốn Chính là cô gái kia Cô gái sợ hãi Nhìn hai người đàn ông giống như hung thần ác sát Hơi nhích môi cái gì cũng không nói Trong mắt là sự đề phòng Nam Cung Minh Dạ gấp đến độ gương mặt tuấn tú cũng đỏ lên, gần như muốn xé nát cô gái trước mắt. Lạc Phạm Vũ kịp thời ngăn trở anh, giọng khàn khàn nhìn về phía cô gái, chậm chậm nói. Could you tell me we is he? She is his wife. Nghe anh nói, cô gái sững sờ, mấy từ khác cô nghe không hiểu, nhưng ước chừng có thể nghe hiểu từ why. Cô gái ngông nghĩ một chút, sau đó ra bọn họ đi tới cánh cửa nhỏ, mà Dụ Thiên an đã chạy trốn, mở hộc tủ lấy chìa khóa, mở ổ khóa ra, chỉ vào bên trong. đang cực kỳ nóng này, rốt cuộc Nam Công Minh Dạ cũng hơi bình tĩnh lại, đôi mắt thâm thúy nhìn cô gái, giọng nói khàn khàn: cảm ơn. không ai biết, rốt cuộc là cánh cửa này thông đi đâu. Nam Công Minh Dạ đi thẳng một mạch. hoàn cảnh ở bên trong vừa nhỏ vừa ngột ngạt đến mức suýt nữa thở không ra hơi, nhưng thực sự khiến cho ai nhìn mà phát hoảng là vết máu ở trên mặt đất từng giọt từng giọt máu sắc đỏ tươi màu máu tươi ấm nóng đó là máu của cô trời ơi lạc phàm vũ cũng kìm nén đến khó chịu thấy vết máu kia thì thấp giọng kêu ra tiếng trong mắt là sự sợ hãi cùng cảm giác khi thở không thông nghiến răng nói đến cùng là ông cụ của nhà các người đã làm gì cô? Ấy? trong mắt của năm công minh dạ lộ ra sự khát máu hung ác nắm quả đấm vô cùng chặt, gương mặt Tuấn tú tái nhợt, chạy nhanh đuổi theo. Cuối cùng thì cũng đến cửa ra, bọn họ phát hiện chỗ này là chợ cá, mùi tanh tràn ngập khắp ngõ ngách. Nam công Minh Dạ tìm kiếm giống như điên, đôi mắt sắc bén tìm kiếm bóng dáng cô ở từng ngõ hẻm. Anh có cảm giác cô đang ở gần đây, chẳng qua là anh tìm không được, anh không thấy được cô. Thiên An. À đột nhiên nam cô minh dạ bắt lấy cổ tay của một cô gái kéo lại tâm tình kích động trái tim như muốn tan nát không phải không phải là cô bỗng nhiên một thanh âm hấp dẫn toàn bộ lực chú ý của anh cách một con sông ở trước một tòa lầu bí ẩn u tĩnh có mấy người mặc đồng phục đang nói chuyện một bóng dáng mảnh khảnh yếu đuối đang dùng rằng trong mắt mang theo vẻ sợ hãi Cùng sự đề phòng né tránh đụng chạm của bọn họ Thật xin lỗi Tôi tới báo cảnh sát Tôi thấy các anh mặc đồng phục Nên nghĩ các anh quản lý an ninh trật tự ở nơi này Tôi... Không, đừng đụng vào tôi Dụ thiên an hoàng sợ Né tránh tay của một người Cô lạng choạng thụt lùi về phía sau Mắt ngân ngắn nệ Trên đầu gối trắng nõn còn lưu lại máu tươi Các anh hiểu lầm rồi Tôi không phải là loại người như các anh nghĩ Buông ra Dụ tiên an xoay người muốn đi Nhưng lại bị một người kéo qua Một tên đàn ông ở đằng sau lưng cô Ôm lấy thắt lưng của cô Cười nịnh áp sát vào người cô Ngôn ngữ kia cô nghe không hiểu Nhưng giọng nói ghê tởm Lại vang vang ở bên tai Không được, buông tôi ra Dụ tiên an dốc sức dãy rụa Vùng vẫy trong vòng vây của mấy tên đàn ông Mái tóc xốc xích Tán lạc trên vai trên lưng Cô muốn chạy Nhưng chạy chưa được mấy bước Thì trước mắt xuất hiện một bóng người chặn cô lại Giống như đang trêu chọc cô Vườn quanh không để cho cô thoát khỏi vòng vây của bọn họ Cô nghẹn ngào lui về phía sau Lại có một bàn tay vuốt ve đầu vai cô từ phía sau Người nào cũng có thể nhìn thấy kiểu chơi đùa ở Mỹ này ở chợ cá Ở một địa phương hỗn loạn như vậy Thần kinh của mọi người cũng đã tê liệt Chỉ hít mắt tiếc nuối nhìn náo nhiệt Dụ thiên an vừa thét lên vừa dãy ruộng Nước mắt chảy đầy mặt Một chiếc xe hơi màu đen dừng ở tại chỗ Có người ôm cô nhét vào trong xe Cánh tay mảnh khảnh gắt gao Trống ở cửa xe Nhưng vẫn bị người ta gạt ra Cứng rắn nhét cô vào trong Trong cơn đau đớn kịch liệt Dụ thiên an ngã xuống trong buồng xe lạnh như băng Có bàn tay đàn ông Tùy tiện chạm vào da thịt cô Thật buồn nôn Cô gào thét lệ rơi đè mặt tay run rẩy nắm chặt chặt cửa xe muốn mở cửa ra chạy đi sau lưng lại có một tên đàn ông nhào tới túm lấy váy của cô ôm chặt cô dùng sức xé một cái đừng không được làm vậy cô thét chói tai nước mắt điên cuồng rơi xuống nếu mạng bảo vệ sự trong sạch của mình cô không muốn bàn tay bẩn thỉu kia chạm vào mình cô không muốn cứ như vậy mà rơi xuống tầng cuối cùng trong địa ngục ầm um loàng xoàng một tiếng vang thật lớn xe chấn động thật mạnh cửa kính xe bể vụn rơi đè trên mặt đất vô cùng thê thảm dụ thiên an bịt tai thét chói tai trong lòng chua xót và sợ hãi tới cực điểm tên đàn ông trong xe bị kích động hầm hừ lại ngôn ngữ mà cô nghe không hiểu anh ta nhìn ra ngoài cửa sổ xe không nghĩ tới bị một quyền ngoan độc nặng nề nện vào mặt hự tên đàn ông ngửa mặt về phía sau ngã xuống dụ thiên an giật nảy mình ngước khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn lên trên mặt vẫn còn nước mắt chưa khô cô nhìn ra bên ngoài chỉ thấy một bóng dáng mơ hồ không biết đó là ai nhưng đến thời điểm phản ứng kịp cô liền giơ tay nắm cửa xe muốn nhân cội này mà chạy đi ngay tức khắc tên đàn ông phía sau giữ chặt thắt lưng của cô che miệng cô lại kéo cô lùi về phía sau muốn đi ra từ cửa xe bên kia. Dụ Thiên An nắm chặt bàn tay đang bao trùm trên miệng cô, hô hấp cũng bị chặn, đành để bị kéo xuống xe. Cô đứng không vững, trước mắt là ánh mặt trời sáng chói hoa mắt. Hình như cô thấy một bóng dáng màu đen trượt lướt qua, nhưng nhìn không rõ ràng lắm. Cảm giác hít thở không thông mãnh đệt kéo đến, khớp xương bàn tay đã trắng bịch Ở trong đầu cô, gương mặt của Nam Cung Minh Dạ đang từ từ phóng đại, rõ nét, còn có hơi thở ấm áp cùng giọng nói khàn khàn của anh bao trùm ở bên tai. Một giọt nước mắt nóng hổi rớt xuống, bỗng nhiên cô thấy nhớ anh, rất rất nhớ, rất nhớ anh. Một tiếng bốp trầm đục, tên đàn ông ở sau lưng Dụ Thiên An bị côn sắt đập trúng, buông cô ra, yếu ớt ngã xuống. Dụ Thiên An chỉ cảm thấy mình có thể hít thở thông thuận, Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của cô tràn đầy mồ hôi, mái tóc ướt nhẹp mồ hôi dính vào hai bên má, thân thể lung na lung lay, lúc sắp ngã xuống thì thắt lưng nhỏ nhắn yếu ớt, đồng một cánh tay kiên cố, ôm lấy thật chặt, đột nhiên cô ngã vào trong một lồng ngực. Cánh tay nhỏ bé chống cự lại bờ vai cường tráng rắn chắc, dụ thiên an nắc lắc đầu, giọng nói yếu ớt nhưng cuột cường, mang theo tiếng khóc nước nở. Không được đụng vào tôi, khốn kiếp, buông ra, Đừng đụng vào tôi Thần chí của cô đã không còn tỉnh táo Liều chết bảo toàn sự trong sạch của mình Muốn chạy trốn để thoát khỏi tất cả mọi sự kiềm chế Thiên An, Thiên An Gương mặt tuấn tú của Nam Cung Minh Dạ tái nhợt Đôi mắt thâm thúy lộ vẻ không thể tin nổi Liều mạng ôm chặt cô vào lòng Thiên An, em tỉnh táo lại Anh là Nam Cung Minh Dạ Cánh tay anh đang run rẩy Nghe tiếng khóc của cô Đau lòng ôm lấy cô Đang niều chết sải ruộng kháng cự ấn chặt vào trong lồng ngực của mình Tay vuốt ve tóc của cô Hôn lên chán cô Giọng nói run run Thiên An, Thiên An đừng sợ Là anh Dụ Thiên An cảm giác được Mình bị lửa nóng ấm áp bao vây thật chặt Nước mắt nóng hồi dâng tràn hốc mắt Cô thờ hồn hển Nâng đôi mắt đầy lệ lên nhìn người đàn ông trước mắt Cố gắng phân biệt mặt mày của người đó Nhìn rõ chưa Nhìn rõ anh là ai chưa Giọng nói của Nam Cung Minh Dạ khàn khàn trầm phát ra từ trong lồng ngực Đôi mắt thâm thúy lộ ra sự đau đớn ngập trời Hàng mi run run thoáng ngân ngấn lệ Đôi môi mỏng tái nhợt Từng lời từng chữ chứa đầy nỗi nhớ nhung cùng sự thương yêu Anh tới cứu em Thật xin lỗi anh đã tới chậm Dụ thiên an kinh ngạc Nhìn chằm chằm gương mặt tuấn tú quen thuộc Trong nháy mắt ngay khi thần trí thanh tỉnh Nước mắt mãnh liệt dâng tràn hốc mắt đột nhiên cô khóc ra thành tiếng vươn hai tay gắt gao quấn lên cổ của anh là anh bờ vai trắng nõn của dụ thiên an run rẩy kịch liệt tiếng khóc bén nhọn mà bi thống xé rách lòng người cô gắt gao ôm lấy người đàn ông ở trước mắt giống như ôm lấy kỳ vọng cuối cùng của mình thực sự cô không có dũng cảm như trong tưởng tượng cô thực sự rất sợ thiên an nam cung minh dạ gắt gao ôm lấy cô lực đạo mạnh đến mức như muốn dụi cô vào trong thân thể của mình, giọng nói khàn khàn, kèm theo hơi thở ấm áp bên tai và cần cổ của cô. Quả thực thần trí của anh đã mất khống chế, giọng nghẹn ngào, khớp xương ngón tay cũng vì dùng sức quá mạnh mà có hơi trắng bệch. Thiếu chút nữa anh nghĩ mình không còn gặp lại em. Thiếu chút nữa anh cho là mình sẽ vĩnh viễn mất em. Em biết không? Giọng nói khàn khàn run bẩy. Bàn tay ấm áp của Nam Cung Minh Dạ run rẩy nâng mặt của cô lên, sau mặt anh tái nhợt mà căng thẳng. Cảm tạ ông trời, anh đã tìm được em. Thiên An, anh yêu em. Nước mắt ấm áp từ trong hốc mắt chảy xuôi xuống, Nam Cung Minh Dạ run rẩy nói xong, anh nhắm mắt lại, hung hăng hôn lên môi cô, phóng thích tất cả sự đau lòng cùng với nỗi lo lắng gặm nhấm suốt mấy ngày qua. Anh yêu em, yêu gần như điên loạn. Từ năm 3 tuổi, sau khi mẹ qua đời, anh không hề khóc một lần nào nữa Lần duy nhất rơi lệ Chính là giờ phút này Anh ôm người phụ nữ mình yêu nhất Điên cuồng hôn cô Không khống chế được Muốn hòa tan toàn bộ sự quyến luyến của mình Trong nụ hôn thâm tình này Đôi mắt dụ thiên an nhạt nhòa nước mắt Vì sự khiếp sợ và hoảng hốt Hành hạ đã quá lâu Giờ phút này cô chỉ có thể trầm luân Ở trong cô lòng của anh Cô khóc nước nở chỉ nói được một câu Ôm chặt em hai cánh tay càng quấn chặt cổ của anh hơn. Lào Phạm Vũ đau đớn kêu thét lên một tiếng. Vươn cánh tay đỡ côn sắt của một tên đàn ông đập tới. Che cánh tay đau đến mức gương mặt cũng tái xanh, gắt gao cắn răng, nhìn chằm chằm hai người đang ôm chặt lấy nhau ở bên cạnh. Chủ yếu là hình bóng nhỏ nhắn xinh đẹp trong ngực của Nam Cung Minh Dạ. Nhất thời trong lòng dâng lên sự thương tiếc xúc động dâng tràn. Nhưng nháy mắt sau đó, trong khoảnh khắc anh không lưu ý bốc một tiếng Côn sắt nện vào sau lưng anh Bị lực đạo nặng nề kia đánh trúng Lạc phàm vũ chấn động Lồng ngực đau nhức kịch liệt một trận suýt nữa phun ra máu Tên ở phía sau hét lớn Vùng thiết côn tới lần nữa Lạc phàm vũ duỗi tay bắt được Gương mặt tuấn tú nghẹn hồng Gắt gao cắn răng kiên trì nắm chặt Khốn kiếp Lạc phàm vũ nghiến răng phun ra hai chữ Tay đang bắt côn sắt của anh Đột nhiên co lại kéo về phía mình vừa kéo qua anh liền co chân lên gối thúc mạnh vào bả vai của đối phương tên nọ đau đến rên lên một tiếng sắc mặt đỏ tím ôm bụng suýt thì ngã xuống lạc phàm vũ lại hung hăng túm lấy anh ta đè lên trên xe tay phải nhặt côn sắt lên một tiếng bốc côn sắt quét ngang tới đập vào mặt anh ta đầu bị trúng một đòn nghiêm trọng mũi miệng của tên đàn ông phun máu lung la lung lay té ngã xuống đất cầu xin cầu Giải quyết xong mấy tên này rồi mới hôn tiếp được không Mình sắp chịu hết nổi rồi Lạc Phạm Vũ lại hung hăng quật ngã một tên đánh lén sau lưng Hướng về phía Nam Cung Minh Dạ Nghiến răng nói Nam Cung Minh Dạ buông đôi môi của người phụ nữ trong ngực ra Đôi mắt thâm thúy hòn đầy tư máu Sáng người sắc bén Anh cúi đầu khàn giọng nói bên tai cô Đứng ở chỗ này đừng nhúc nhích dàn xếp cô ở bên cạnh xe xong Anh xoay người đi giúp Lạc Phạm Vũ mà tên đàn ông vừa mới té xuống đất trên mặt đều là máu răng cũng bị đánh dụng mất mấy cái vẻ mặt sữ tợn lồm cồm bò dậy rút bên hông ra một cây dao găm nhìn bản lĩnh của hai người đàn ông cường tráng kia thì có chút sợ hãi ngược lại nhìn trầm trầm về phía dụ thiên an nét mặt của anh ta lộ vẻ hung ác cầm dao găm hướng vào cần cổ của dụ thiên an mà hung hăng đâm xuống dụ thiên an hét lên một tiếng nghiêng người né tránh có vài cọng tóc bị chém đứt Mũi dao trượt qua trên môi xe Phát ra tiếng vang bén nhọn Cô sợ tới mức khuôn mặt nhỏ nhắn cũng tái nhợt Muốn chạy trốn Nhưng vừa bước một bước Một cơn đau nhức kịch liệt Khiến cô lào đảo ngã xuống Đầu gối bị thương đã rách toạc Máu thịt lẫn lộn Trên bắp chân cũng đầy máu tươi Tay của Nam Cung Minh Dạ Đang hung hăng quật côn sắt Sát khí lan tràn bốn phía Nghe được tiếng thét chói tai của dụ thiên an anh nhìn sang phương hướng của cô Bất thình lình bốp một tiếng Một tên ở phía sau Nện côn sắt trúng vào đầu của anh Nam Cung Minh Dạ đau đớn Kêu lên một tiếng lảo đảo hai cái chống tay lên xe Cảm giác đầu óc ong ong chấn động Nháy mắt chất lỏng ấm áp Chảy dọc xuống gò má cùng lỗ tai Gương mặt tuấn tú đỏ lên cắn răng chịu đựng Ngay khi côn sắt vung tới đánh lần nữa Trong nháy mắt Anh liều chết rồi cánh tay lên chặn lại ngay trước lúc toàn bộ ý thức hôn mê Anh gầm lên một tiếng Dốc sức bắt lấy côn sắt Kéo qua Dùng cùi trỏ đập người nọ ngất đi Cả người lạng trọng hai cái Mau chóng vọt về phía dụ thiên an Anh đừng qua đây Dụ thiên an đau đến mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, Thân thể trắng nõn té ngã trong vũng nước bùn Lượm hòn đá nhành cây trên mặt đất Ném về phía tên đàn ông kia Gương mặt của tên đàn ông đầy máu hung ác dữ thợn hướng về phía dụ thiên an chém tới đúng lúc bị nam công minh dạ gắt gao bắt lấy cổ tay hai người chống đầy rằng co lạc phàm vũ thấy con dao kia lóe lóe sáng trái tim cũng lạnh hết một nửa mẹ đây là cái địa phương quỷ quái hỗn loạn nào náo động thời điểm một sao kia xoẹt qua mặt nam công minh dạ không có cảm giác quá lớn nhưng trong mắt lộ ra sát khí lạnh thấu xương đưa tay hung ác bẻ gãy cổ tay của tên nọ Tên đàn ông gào lên một tiếng sụ lơ ngã xuống Ngay sau đó lại bị hung hăng túm lên Bị đá một cước vào ngực nặng nề văng trúng cửa xe Lồng ngực cũng bị lực đạo mạnh mẽ này làm cho chấn động vỡ nát Dòng máu đỏ tươi vẫn tiếp tục chảy xuống gương mặt tuấn giật Nam Công Minh Dạ nâng đôi mắt thâm thúy lên Cố nén cơn đau nhức cùng cảm giác mê muội trong đầu Cố gắng đứng vững hướng về phía dụ thiên an đi qua Cuối người kéo cô đứng lên ôm vào trong ngực Giọng khàn khàn hỏi Có sao không Lời còn chưa dứt Chỉ nghe thấy tiếng kêu sợ Của Lạc Phạm Vũ ở sau lưng Minh giả cẩn thận Nam Cung Minh giả cũng nghe được tiếng gào thét kia Đôi mắt thâm thúy thoáng qua một hồi mê ly Đó là do vừa rồi bị côn sắt đập trúng Mang tới cơn đau đớn cùng sự chấn động Anh bím chặt đôi môi mỏng tái nhợt Không biết ở sau lưng đã xảy ra chuyện gì Theo bản năng kéo dụ thiên an ôm chặt lấy Do nghe không hiểu ngôn ngữ nên ở phía sau biến thành một trận gào thét như tiết hận Dụ thiên an bị giật mình hét lên một tiếng Cảm giác được người đàn ông cao ngất rên lên một tiếng Càng ôm cô chặt hơn Nhưng thân thể lại như bị chấn động run rẩy kịch liệt Sau vài giây cô thấy gương mặt tuấn giật của anh tá nhợt Máu đỏ tươi nhỏ giọt xuống ngực Giống như đóa hoa hồng mỹ lệ Nam công minh dạ cảm thấy một trận đau đớn Có cái gì đó xuyên vào da thịt tự như muốn cướp đi sinh mạng của mình. Phía sau là tiếng giết gào gầm thét, anh chỉ muốn đưa tay sờ mặt của cô để cho cô đừng sợ. Nhưng tay dơ đến một nửa, trước mắt là bóng tối tràn đầy trời đất, thân thể anh nặng nề ngã xuống trên người cô. Tình lại lần nữa, giống như toàn bộ thế giới đang rung động, trước mắt toàn là máu đỏ. Mình dạ, gương mặt tái nhợt mà vô cùng lo lắng của Lạc Phạm Vũ xuất hiện ở trước mặt hung hăng xé rách cái áo đang mặc bao quấn phần bụng của anh vỗ vỗ mặt anh giọng nói run run tỉnh đừng có ngất cậu nghe thấy không mình đã thông báo cho ông cụ ông cụ sẽ cho thực thăng đến ngay lập tức cậu chống đỡ cho mình có nghe thấy không lạc phàm vũ nóng này giống lớn hai mắt đỏ hồng hai cánh tay chống ở hai bên người anh tựa như một con sư tử mất khống chế gương mặt của nam công minh Giả đã hoàn toàn trắng bịch nhợt nhạt đến dọa người có lớp mồ hôi mỏng rỉ ra, cơn đau kịch liệt đã làm cho ý thức của anh bị bức bách đến biên giới sụp đổ. Anh suy yếu nằm trên mặt đất, nhưng vẫn siết thật chặt bàn tay trong lòng bàn tay. Nằm cùng mình ra, anh đừng gặp chuyện không may, đừng xảy ra chuyện. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của dụ tên rớt xuống một giọt lệ, nó năng lộn xộn, càng người cứng ngắc căng thẳng, trên tay đều là máu của anh, không dám đụng chạm đến anh, chỉ có thể trơ mắt nhìn lạc phàm vũ băng bó cho anh nam cung minh dạ buồn bực ho một tiếng trong cổ họng có chút ngay ngái trên đôi môi mỏng tái nhợt cũng dì ra chút máu đỏ anh nắm tay cô dụ thiên an đưa lên môi khe khẽ hôn yếu ớt nở một nụ cười không chết được giọng nói khàn khàn phản phất như không nghe được nam cung minh dạ cầm thật chặt tay của cô đôi môi mỏng vẫn hôn tay cô giọng an ủi tràn đầy sự thương yêu Đừng khóc Em có biết không Trên thế giới này Anh không thể nhìn nhất Chính là em khóc Vết thương ở bụng bị bó chặt cầm máu Trong nháy mắt Cơn đau đớn vọt thẳng lên đỉnh đầu Nam Cung Minh Dạ ngửa đầu Phút chốc khi cơn đau kéo tới Hàng mày tuấn giật khẽ nhíu lại Trên mặt có dòng máu đỏ chảy sọc xuống Theo đường nét cương nghị Rất đẹp Nhưng một cái trước mắt tiếp theo Ngoại trừ tiếng kêu khóc cùng gào thét cuối cùng của cô cái gì anh cũng không nghe được nữa cả nhà nam cung là một mảnh hỗn loạn trong phút chốc nhận được cuộc điện thoại đó từ trước đến giờ luôn oai phong một cõi ở trên thương trường nhất thời nam cung ngạo mất hết tất cả phong độ đôi mắt già nua lạnh như băng tràn đầy sự hốt hoảng cả người suýt nữa thì ngã xuống ông ta nhanh chóng chạy tới bệnh viện trên đường tới bệnh viện cả đầu óc cũng ông ong ông ta biết đứa nhỏ này sẽ vì người phụ nữ kia mà có thể không đếm xỉa đến bất cứ cái gì cho nên mới bất chấp tất cả đuổi theo đoạt người trong tay ông ta mới liều lĩnh đuổi tới ZNV nhưng ông ta không ngờ không nghĩ tới sự tuyệt tình của mình lại làm cho con trai rơi vào tình cảnh này mình ra bỗng chốc Nam Cung Ngạo dường như già đi thêm 20 tuổi tay chống gậy cũng đang run rẩy vô cùng lo lắng thì thầm tiên sinh thiếu gia đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu có kết quả sẽ cho chúng ta biết ngay lập tức Ở bên cạnh Vị quản gia luôn trầm tĩnh cũng hoàn loạn lên Thấp giọng an ủi ông ta Tôi già rồi Nên hồ đồ có phải không Nam Cung Ngạo nâng đôi mắt Vận đục lên Sắc mặt tái nhợt Thần trí hoảng hốt Hỏi quản gia Ông nói xem Sao tôi lại để cho nó một mình đuổi tới ZNV Ông nói đám người kia có lai lịch như thế nào Mà dám đả thương con trai của Nam Cung Ngạo tôi Ông nói thử xem Đám người tôi cử đi kia Đều làm ăn cái kiểu gì thế hả à? Tiền sinh trước hết đường gốc Quan gia sơ ông ta tức giận sinh ra bệnh Vội vàng bình tĩnh lại Nói tiếp Trước tiên chúng ta đi bệnh viện Người phụ nữ kia đâu Bỗng nhiên nam công ngạo nhớ tới Người phụ nữ mà nó liều mạng cũng phải đi cứu đó đâu Nghe nói đồng thời trở về Cùng với thiếu gia và lạc thiếu gia Đều đang ở bệnh viện Suốt cuộc của ta là gì tại sao có thể hại con trai của tôi thành ra như thế tại sao cô ta có thể làm như vậy nhớ tấu uy lực mà người phụ nữ dụ thiên an kia mang tới trên gương mặt già nua của nam cung ngạo lộ vẻ sợ hãi và rung động thấp giọng nỉ non trong đôi mắt già nua là sự đau lòng cùng nỗi lo lắng đó là con trai của ông ta con trai duy nhất của ông ta cuối cùng đã tới bệnh viện chung quanh phòng bệnh là một trận hỗn loạn nam cung dạ hy đã chạy tới sớm trước một bước vừa tiến vào liền túm lấy tay áo của Lạc Phạm Vũ hỏi Anh trai của em đâu? Anh trai của em đã xảy ra chuyện gì hả? Anh ấy ở đâu? Tay của Lạc Phạm Vũ trống trên vách tường Mới từ một màn kia chưa phục hồi tinh thần Gương mặt tuấn tú tái nhợt Chậm rãi quay người lại Nhìn chầm chầm Nam Cung Dạ Hy Giọng khan khan nói Cậu ấy bị đâm một dao Từ phía sau Hẳn là chúng lá lách Mắt của Nam Cung Dạ Hy lộ vẻ hoảng sợ Giọng nói cũng phát run Tại sao có thể như vậy? Sao anh trai lại bị người ta đâm hả? Suốt của các người gặp phải chuyện gì? Không phải nói mọi chuyện đều đã được giải quyết xong rồi sao? Không phải cuối tháng này Anh ấy sẽ kết hôn cùng với chị Tịnh Uyển hay sao? Tại sao có thể như vậy? Anh nói cho em biết đi Nước mắt rơi mãnh liệt Giọng nói của Nam Cung Dạ Hy mang theo tiếng khóc nức nở Vừa nói vừa đánh lạc phàm vũ Bỗng nhiên Nam Cung Dạ Hy nhìn thấy Dụ Thiên An ngồi trên cái ghế dài ở sau lưng Lạc Phạm Vũ. Lại là cô. Tại sao lại là cô? Nam Cung Dạ Hy đè Lạc Phạm Vũ ra vò tới trước mặt Dụ Thiên An. Đôi mắt ngập lệ trừng to. Sao cô lại ở chỗ này hả? Anh trai tôi bị thương có phải là có liên quan đến cô hay không? Cô nói đi. Dụ Thiên An mặc một cái váy trắng, lưng áo bị xé rách, da thịt trắng nõn dính đầy bùn đất, đầu gối băng bó đang dớm máu. Trên bắp chân là từng vệt máu đỏ chưa khô Khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú Lộ vẻ mất hồn Mấy ngón tay dính máu cũng đang run rẩy vịn tay ghế Mắt nhìn chầm chầm Cánh cửa phòng cấp cứu đang đóng chặt Muốn đứng lên đi vào bên trong như một chút Nhưng vừa đứng lên Thì đã bị nam cung dạ hy hung hăng đẩy ra Cô ngã ngồi ở trên ghế dài Khuôn mặt nhỏ nhắn tá nhợt Bởi vì đau đớn mà cau mày Một chữ cũng không nói Lạc Phạm Vũ xông tới kéo cánh tay của Nam Cung Dạ Hy qua Trợn mắt nói Em làm cái gì vậy? Anh Phạm Vũ, anh nói cho em biết đi Anh trai của em bị thương Có phải là có liên quan đến cô ta đúng không? Anh nói đi Có liên quan tới cô ấy thì thế nào? Trên gương mặt xanh mét của Lạc Phạm Vũ Có sự nghiêm túc mà lạnh nhạt Bọn họ yêu nhau Thời điểm Thiên An gặp nguy hiểm Cậu ấy cam tâm tình nguyện xông lên Đừng nói là cậu ấy Nếu là người phụ nữ tôi yêu bị thương Tôi cũng sẽ liều mạng Đây là việc ngoài ý muốn em nghe rõ chưa Không được tìm thiên an gây phiền phức Nam Cung dạ hy trợn to hai mắt rốt cuộc anh có phải là bạn thân của anh em không Anh trai của em bị thương nặng như vậy Hiện giờ đang ở bên trong còn chưa rõ sống chết Tại sao anh lại đi giúp người ngoài Tốt nhất em đừng lên, lên tiếng hỏi gì nữa Lạc Phạm Vũ gầm nhẹ Cởi nút áo tay trang của mình ra Đôi mắt đỏ như máu Không phải bạn thân tôi sẽ không đi tìm thiên an cùng với cậu ấy không phải là bạn thân tôi cũng sẽ không cùng cậu ấy đánh nhau với người ta Nam cùng Tiểu Thư Muốn biết là chuyện gì xảy ra Thì đi hỏi ba của em đó Hỏi ông ấy Thời điểm đối phó với Thiên An Thì có nghĩ tới sẽ mất đi con trai của mình hay không Là sự vô tình của ông ấy đã tạo thành tất cả Không nên trách người khác Nói xong Anh cầm tay trang chậm rãi phù lên trên người dụ Thiên An Giờ tay vút tóc cô Giọng khàn khàn nói Đừng lo lắng Tôi với cô cùng nhau chờ kết quả Cậu ấy sẽ không có chuyện gì đâu Đừng lo lắng Nam Cung Dạ hi nhìn đến choáng váng Lui về phía sau một bước Cảm thấy vô cùng rung động Thực sự cô ta không biết gần đây xảy ra chuyện gì Căn bản là cái gì cũng đều không hiểu Phía sau lại truyền đến một trận xôn xao Nam Cung Ngạo đầy đám người ra đi vào bên trong Nam Cung Dạ hi vừa nhìn thấy ông ta Thì quả khóc chạy tới Ba Con cũng vừa mới biết Anh trai Giọng mặt Nam công Ngạo tái nhợt Chỉ nhìn thoáng qua đèn đỏ trói mắt phía trên phòng cấp cứu Vẻ bạt hoàng hốt suýt nữa thì ngã xuống Vô lực khoát khoát tay Lúc này ánh mắt nhìn về phía dụ tiên an Đang ngồi trên ghế dài Một cô gái vốn xinh đẹp Động lòng người Lúc này lại tiểu tụy không chịu nổi Mấy ngón tay nhỏ yếu ớt Gắt gao nắm tay vịn ghế dài Sắc mặt tái nhợt, đau khổ, chờ đợi Khóc người lốm đốm máu đỏ Thế nào rồi? Ai có thể nói cho tôi biết bên trong thế nào hay không? Bình dạ của tôi Giọng nói khàn khàn của Nam Công Ngạo vang lên, thanh âm già nua mà hùng hậu mang theo dự run rẩy, đôi mắt lộ vẻ hoảng hốt cùng sợ hãi. Vào thời khắc này, cửa phòng cấp cứu được mở ra, bác sĩ đeo khẩu trang đi ra, trên trán dịn mồ hôi, lột cái bao tay bằng lát đầy máu me ra, giọng gấp gáp hỏi. Trong các người ai là thân nhân của bệnh nhân, mau ký tên vào đơn đồng ý giải phẫu, tình huống của bệnh nhân rất khẩn cấp, không thể kéo dài được nữa. Bác sĩ, cậu ấy như thế nào? có nguy hiểm đến tính mạng không? Lạc Phạm Vũ nắm chặt bà vai của bác sĩ hỏi. Mấy người không ký tên thì cậu ấy sẽ thực sự gặp nguy hiểm. Bác sĩ cao mày gạt tay của Lạc Phạm Vũ ra. Tôi ký. Nam Công Ngạo ngập ngừng, mắt nhìn chằm chằm tờ đơn. Đến khi tờ đơn được đưa đến trước mặt, ông ta run rẩy cầm mắt kiếng bên người đeo lên, tay cầm bút viết xuống một chữ. Ánh mắt vẫn đục mà phức tạp, lại nhìn về phía dụ thiên an cô qua đây Ông ta khàn giọng nói Ngồi trên ghế dài Thân thể dụ thiên an khẽ cứng ngắc Trong đôi mắt trong suốt có sự đau lòng cùng vẻ yếu ớt Chậm rãi nhìn về phía nam công ngạo Chỉ liếc nhìn một cái như vậy Cô ương ngạnh muốn đứng lên Lạc phàm vũ tiến lên đỡ cô Bị khe khẽ đẩy ra Tôi cho cô biết Nam công ngạo đè nén trong lòng nỗi đau cùng với lửa giận Nhìn chầm chầm dụ thiên an Chữ này tôi ký Tốt nhất cô nên cầu nguyện minh dạ không sao Nếu như nó có chuyện Đời này tôi sẽ không bỏ qua cho một người phụ nữ là cô Cười từ khi gặp phải cô ta Cuộc đời tốt đẹp đã được đặt trên quỹ đạo của minh dạ Liền bắt đầu hỗn loạn không nguyên tĩnh Mấy lần nó đã mất khống chế vượt rào Bao lần không chút kiên kỵ chống đối và phản kháng Đều là vì người phụ nữ này Bây giờ còn xảy ra chuyện như vậy Người phụ nữ này cũng không thoát khỏi liên quan Trong hành lang vắng vẻ của bệnh viện không khí lạnh lẽo vắng lặng bóng dáng mảnh khảnh của Dụ Thiên An đứng tại đó trong mắt lộ vẻ khiếp sợ rồi lại diễu cợt từ diễu cợt đến oán hận từ oán hận đến tức giận nước mắt từ từ dâng lên cũng thế cô mở miệng nói giọng run rẩy nhưng vô cùng rõ ràng nếu như anh ấy gặp chuyện không may cả đời này Dụ Thiên An tôi cũng sẽ không bao giờ bỏ qua cho một câu nói mang theo nỗi hận mà vang dội khiến đám người chung quanh cũng khiếp sợ đứng yên tại nguyên chỗ tay cầm bút của nam công ngạo run run dày dày chỉ vào dụ thiên an dẫn đến sắc mặt tái xanh người phụ nữ này cô có tư cách gì mà nói chuyện với tôi như vậy tôi không có tư cách gì hết giọng nói của dụ thiên an khàn khàn đôi mắt rừng rừng lệ lộ ra sát khí tôi chỉ biết người đàn ông trong đó là người mà tôi yêu là ba của con trai tôi một sao kia trên người anh ấy không phải là tôi đâm nhưng là chịu vì tôi tôi sẽ chịu trách nhiệm với anh ấy cả đời nhưng còn ông ngón tay mảnh khảnh dính máu chỉ vào nam công nga ở đối diện đừng quên ông đã làm cái gì nếu không phải ông chết sống bức bách anh ấy căn bản anh ấy cũng sẽ không lâm vào tình trạng như bây giờ lấy tôi cùng với con trai tới uy hiếp anh ấy Ông có còn là ba của anh ấy sao Là sự ngang ngược bá đạo của ông khiến anh ấy bị thương Đừng mơ tưởng trốn tránh sự thật này Ông mà dám quên Cả đời này tôi sẽ nhắc cho ông nhớ Xem lương tâm của ông có bận bất an hay không Chân cô bị thương không thể chạm đất Bởi vì quá mức kích động mà bất chợt đứng không vững Nghe tiếng gào tê tâm liệt phế của cô Lạc phàm vũ đau lòng một trận Thấy cô loạn choạng vội vàng tiến lên ôm lấy cô Trong đỡ thân thể của cô Thiên An đừng nói nữa, cô cũng bị thương. Tôi tìm y tá giúp cô băng bó một chút. Dụ Thiên An đã mất đi tất cả hơi sức, nước mắt rơi đầy mặt, cả người suy yếu tới cực điểm. Nam Công Ngạo bị lời của cô làm cho tức giận đến cả người run rẩy. Mấy người nhanh lên một chút, rốt cuộc có còn muốn mạng hay không? Từ trong cơn chấn kinh, bác sĩ phản ứng kịp, vội vàng nói: Nam Công Ngạo đành phải ký tên trước. Đôi mắt giả nua trượt lóe lên buồn bực tức giận thở ra một hơi cũng không nhìn đến dụ thiên an nữa dáng vẻ phách lối lúc ban đầu của nam Cung dạ hy bị trận gào thét này đè ép xuống ánh mắt cô ta có hơi sợ hãi nhìn dụ thiên an không nghĩ tới ngay cả ba mà cô cũng dám chống đối còn trách móc quá đáng như thế mấy tiếng đồng hồ tiếp theo mọi người đều chờ đợi trong tâm trạng vô cùng lo lắng sau 3 tiếng rưỡi đồng hồ bác sĩ từ bên trong đi ra Mồ hôi đã làm cái mũ ướt nhẹp Dương mắt kính nhìn một chút bên ngoài Đột nhiên Một đám người túm tụng vây quanh Giọng ông khàn khàn nói Giải phẫu thuận lợi Vết thương đã may lại Giai đoạn nguy hiểm 3 ngày Không phát sốt, không để chịu kích thích Là có thể an toàn vượt qua Mọi người có thể vào thăm cõi một lát Nhưng mà không được ở Mỹ, nghe rõ chưa Tôi đi vào nhìn một chút Các người canh dự ở nơi này Không được đi đâu Trái tim đang treo của Nam công Ngạo buông xuống, giọng khàn khàn hấp tấp nói. Mà vẫn luôn ngồi ở trên ghế dài, nghe được giọng nói của bác sĩ. Đột nhiên dụ thiên an đứng lên, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt. Cầm cũng trở nên gầy gò nhọn hoắt, khiến người ta nhìn mà đau lòng. Sau khi nghe bác sĩ nói xong, trong đôi mắt to tròn lộ vẻ mừng rỡ mà ấm áp. Nước mắt lần nữa dâng tràn, muốn bước tới nhìn một chút, nhưng hai chân giống như đang dẫm ở trên bông. Đột nhiên mí mắt của cô nặng nề Mà uể oải hơi khép lại Bóng tối tràn đời trời đất cuốn tới Thiên an Lạc phàm vũ trộn to hai mắt Hướng về phía bóng dáng đang ngã xuống Chạy tới như điên Cô ở yên tại đây Tuyệt đối tuyệt đối tuyệt đối không thể động đậy Biết chưa Y tá cau mày rồi ngừng đầu lên Nói liên tiếp nhiều câu tuyệt đối Giọng điệu trầm trọng Nhìn trầm trầm khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp mà tái nhợt Tôi không biết vì sao mà cô bị thương Nhưng theo tình huống hiện tại Thì vết thương này đã khá nghiêm trọng Dù năng lực chữa trị tự nhiên Của cơ thể con người khá tốt Cũng không thể chịu đựng được sự dày vò như thế Cũng may là dây chẳng và xương không sao Bằng không để chuyển biến xấu Thì ngay cả tháo khớp cũng phải làm Cô có biết hay không Dụ thiên an lặng lặng tựa vào trên giường bệnh Cổ tay mảnh khảnh trắng nõn Buông thẳng bên người Chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ về mặt của cô rất mệt mỏi yếu ớt nhẹ nhàng vuốt vuốt cái chán xem ra cũng không muốn nói chuyện y tá cảm thấy có phần thất bại ngẫm nghĩ lại rồi hỏi cô là thân nhân của bệnh nhân ở phòng vip kia dụ thiên an khẽ run lên ánh mắt trong suốt như nước nhìn về phía y tá chắc là không phải rồi chẳng qua là ngày đó thấy cô muốn vào thăm bệnh nhân nhưng bị ngăn cản không cho Y tá tiếp tục giúp cô thay băng, dùng băng dán nho nhỏ màu trắng tỉ mỉ băng vết thương, ngước mắt lên, nghiêng đầu nói. Người nhà đó có rất nhiều tiền, nghe nói là hào môn vong tộc của thành phố Z. Cô có quan hệ gì với bọn họ? Dụ Thiên An nhẹ nhàng lắc đầu, yếu ớt nở nụ cười. Không có quan hệ. Không có. Sao cô lại muốn vào thăm bệnh nhân kia? Lừa ai hả? Y tá không cho là đúng, nghiêm túc nhìn cô chằm chằm. Chẳng lẽ cô là bạn gái của người đàn ông kia Gia đình của người đó không thích cô Bài xích cô Ngay cả quyền lợi nhìn anh ấy một chút cũng không cho Dụ thiên an không biết nói lời nào Khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt Bộ váy trắng càng làm nổi bật sự yếu ớt mỏng manh Như loài hoa bách hợp Chân có đau không? Y tá thấy cô không vui liền đổi đề tài khác Ánh mắt mềm yếu mắt lạnh của dụ thiên an rơi vào trên chân mình Nhẹ nhàng nói ra một chữ Đau Đau sao cô không kêu Y tá dọn dẹp khai thuốc men Tò mò hỏi Dụ thiên an lắc đầu cúi đầu thì thầm Bởi vì có chuyện càng đau đớn hơn đang chờ Rất vất vả cô mới từ trong nơi sống chết Chưa biết chạy thoát ra ngoài Rất vất vả mới gặp lại được Nam Công Minh Dạ Nhưng bây giờ muốn vào nhìn anh một chút Cũng khó khăn như lên trời Con trai của cô Đến bây giờ tung tích cũng không rõ không biết bị nam công ngạo đưa tới nơi nào nước mắt lại dâng tràn nóng hôi hổi dụ thiên an chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ qua màn nước mắt nhìn mọi thứ ở bên ngoài mấy ngón tay xanh xao nhẹ nhàng siết chặt ở ráp giường bên dưới toàn thân lộ vẻ yếu ớt làm đau lòng người ngoài cửa có tiếng ồn ào huyên náo cô nhẫn đái nhưng không nhịn được nhìn sang hướng kia không tới một giây một bóng dáng màu trắng vọt vào trên gương mặt tuấn tú của lạc phạm vũ lộ vẻ rốt ruột lo lắng cùng vui mừng đè nén hơi thở gấp gáp nói cậu ấy tỉnh rồi Cô muốn gặp cậu ấy không đôi mắt của dụ tiên an sáng lấp lánh rung động kịch liệt nhưng ngay sau đó khuôn mặt nhỏ nhắn của cô trắng nhợt bi thương nhớ tới ngày đó cô đi tới phòng bệnh của nam cung minh dạ nghe những lời cực kỳ chán ghét cùng áp độc của nam cung dạ hy trong lòng bắt đầu đau đớn như tê liệt lắc lắc đầu nhẹ nhàng dựa trở lại gối đầu cảm ơn anh đã nói cho tôi biết anh giúp tôi đi nhìn xem anh ấy có sao hay không giọng nói êm ái của cô có chút khàn khàn lạc phạm vũ rất kinh ngạc hơi cau mày anh đi qua hai cánh tay chống ở hai bên người cô giơ tay nhẹ nhàng vén tóc rơi trên trán của cô khàn giọng hỏi bọn họ lại ức hiếp cô nữa Dụ Thiên An nở nụ cười yếu ớt có hơi tái nhợt, né tránh tay của anh. Bọn họ còn có thể ước hiếp tôi như thế nào nữa? Vậy sao cô không qua nhìn cậu ấy? Lạc Phạm Vũ cao mày nói, cũng nhàn nhạt, nhạt, cười theo. Cô có biết, mấy ngày cô mất tích, cậu ấy tìm cô như điên hay không? Thủ đoạn gì cũng lôi ra sử dụng. Tôi chưa bao giờ thấy Nam Cung Minh Dạ mất khống chế như vậy. Cậu ấy vừa trải qua cửu tử nhất sinh Thực sự cô không đi gặp cậu ấy Nụ cười trên môi của Dụ Thiên An cũng không thể ngụy trang được nữa Nước mắt trong suốt lại dâng lên Cô đứng dậy Vén cái mền trên người mình lên Giọng run run nói Để tất cả bọn họ đi gặp quỷ đi Tôi sợ bọn họ mới là lạ, lạ Cô cầm lấy cây gậy bên cạnh Cố gắng đứng vững muốn đi ra ngoài Lạc Phạm Vũ vươn cánh tay vững vàng ổn định thân thể của cô. Dụ Thiên Nan ngước mắt lên nhìn anh, thấy trong mắt anh có chút nóng bỏng, cũng không tránh né, chân thành nói: "Cảm ơn." Một đường đi đến phòng bệnh, qua cánh cửa khép hờ, có thể lờ mờ nhìn thấy năm cung minh dạ đang tựa vào gối dựa. Bộ quần áo bệnh nhân càng làm nổi bật sắc mặt tái nhợt của anh, nhưng vẫn tuấn tú khác thường như cũ đôi mắt thâm thúy như biển đang nhìn chằm chằm vào nam công ngạo đang ngồi trong phòng. Ánh mắt trong trèo lạnh lùng mà u tĩnh, giống như đầm sâu nhìn không thấy đáy. Còn tỉnh rồi thì tĩnh dưỡng thân thể cho tốt. Chuyện người phụ nữ kia sau này hãy nói. Tay của nam công ngạo chống gậy, ánh mắt mơ hồ. Về phần hôn lễ. ba trời Tịnh Uyên và chú La từ phía bắc trở về bàn bạc. Ngày cưới lùi lại một chút, nhưng không nên kéo dài quá lâu. Khóe môi của Nam Cung Minh Dạ thoáng qua Nụ cười tái nhợt mà dịu cợt Là tôi nghe lầm sao Kết hôn Ánh mắt sắc bén quét qua Nam Cung Ngạo Giọng không lớn Nhưng từng chữ rõ ràng Tôi đã từng đáp ứng kết hôn Đó là bởi vì Thiên An ở trong tay ông Còn hiện tại Ông còn cái gì để có thể lấy ra uy hiếp tôi hay là muốn dẫm lên vết xe đổ Lấy tính mạng của cháu nội ra để vui đùa Ngay tức khắc Sắc mặt của nam công ngạo xanh mét Nặng nề đâm cây gậy xuống sàn Con làm cản Những lời như thế con có thể nói lung tung sao Chuyện con đã đáp ứng Truyền thông bên ngoài cũng đều rõ ràng Hiện tại kéo dài ngày cưới là biện pháp duy nhất Nếu con không giữ lời Nhất định muốn hủy hôn So với hủy bỏ hôn ước Thì hậu quả của chuyện này càng nghiêm trọng hơn Nam Công Ngạo nhíu mày phân tích cục diện Ánh mắt hòa hoãn một ít Bà biết còn hận ba, Nhưng bây giờ người phụ nữ kia cũng yên lành Không cãi tay thiếu chân gì Còn còn muốn như thế nào nữa Còn dám vì cô ta mà đến đòi công bằng với ba của con sao Cả căn phòng đều là giọng nói Khí phách hùng hồn của Nam Công Ngạo Nam Công Minh dạo quan sát Ông lão ngang ngược xà nua trước mắt Không nhúc nhích mà chỉ nhìn chằm chằm. Một lát sau Bên môi là một nụ cười tuyệt vọng Giọng khan khan nói Thực sự tôi hy vọng có thể tìm ông đòi sự công bằng Nhưng mà trong từ điển của ông Có hai chữ công bằng này hay sao Còn Nam Công Ngạo mở trường hai mắt Tôi muốn gặp cô ấy Nam Công Minh Dạ cúi đầu tiếp tục nói Trong đôi mắt thâm thúy Có sự đau lòng của Mê Ly Ngoại trừ cô ấy Ai cũng không muốn gặp Ông đừng mơ tưởng chờ tôi Phạm sai lầm lần thứ hai đời này tôi sẽ không để cho cô ấy rơi vào trong tay của ông mấy chữ cuối cùng anh nói thản nhiên nhưng lộ ra sự âm lãnh cùng căm giận sắc mặt của nam cung ngạo xanh mét mí môi nhìn chằm chầm được con trai duy nhất tay cầm gậy cũng đang phát run chẳng qua chỉ mấy ngày mấy đêm cũng chỉ là một cây đao một vết thương và cũng chỉ đúng một người phụ nữ bọn họ là cha con cha con ruột thịt cho dù có gây gỗ trờ mặt dùng mình nhưng chưa từng trôi cứng đến mức này. Cửa phòng bệnh bị chậm rãi đẩy ra. Thân ảnh mạnh mẽ rắn rỏi của Lạc Phạm Vũ xuất hiện ở cửa. Một thân vết trắng khiến cho anh thoạt nhìn rất có thần. Trong đôi mắt lộ vẻ vui mừng cùng sự mị hoặc, nở nụ cười nhàn nhạt, nhạt đi vào, cúi đầu nói bên tai Nam Công Ngạo. Bác trai, hiện giờ Minh Dạ vừa mới tỉnh, nhưng tình huống vẫn chưa ổn định. Có chuyện gì thì cũng chờ cậu ấy hoàn toàn khỏe lại rồi nói cũng không muộn hơn nữa hiện tại truyền thông cũng biết tin cậu ấy bị thương ngày cưới trì hoãn cũng là điều tất nhiên bác nói có đúng không đôi mắt của nam công ngạo lộ vẻ phức tạp nước nhìn lạc phàm vũ muốn nói gì đó nhưng bỗng nhiên nhìn thấy bóng dáng mảnh khảnh trắng nõn sau lưng anh lửa giận chợt sông lên đầu lạnh lùng nhìn người đàn ông trẻ tuổi hừ một tiếng ngay cả cháu cũng muốn gây khó khăn cho bác phải không cháu biết rõ bác không thích mấy người phụ nữ này xuất hiện ở trước mặt của bác lại càng không muốn cô ta xuất hiện ở trước mặt của mình ra Xem ra Là cháu cố ý được cô ta tới đây Lạc Phạm Vũ ngoái đầu lại nhìn dụ Thiên An Vừa cười yếu ớt vừa nói nhỏ <laughs> Bác trai Dù sao làm người thì cũng nên đặt mình vào hoàn cảnh của người khác Mà thay họ suy nghĩ một ít Cháu chưa từng nghe Thiên An nói xấu ở sau lưng bác Nếu như có thành kiến Thì cũng chờ khai thông rồi mới biết có phải là hiểu lầm hay không Dù sao bác cũng chưa từng chung đụng với Thiên An cô ấy là hạng người gì tất cả đều là lời đồn đúng hay không anh liếc nhìn người trên giường bệnh ánh mắt cùng hồn phách cũng đã bị cô gái đứng ở cửa hấp dẫn mãnh liệt tay đặt lên bả vai của nam công ngạo bác trai quân tử nên giúp người hoàn thành ước vọng thật vất vả minh dạng mới tránh được tử kiếp giàu gì thì cũng phải cho cậu ấy phóng túng một thời gian bác nói có đúng không nghe những lời này lừa giận của nam công ngạo lắng xuống chút ít chống gậy muốn đi ra ngoài ánh mắt không thể tránh khỏi liếc nhìn dụ thiên an một cô gái dịu dàng thanh tú mặc một bộ váy dài màu trắng giống như hoa bách hợp cô không phải là người không có lễ độ chẳng qua thái độ đúng mực của cô phải dành cho người đáng giá ở cửa ra vào lạc phàm vũ giơ tay hướng về phía hai người ra dấu cười yếu ớt đóng cửa lại trong phòng bệnh chỉ còn lại hai người đôi mắt thâm thúy của năm cung minh dạ rung động lấp lánh ánh sáng theo bản năng muốn đứng dậy Lại làm động tới vết thương Hàng mày tuấn giật cau lại sắc mặt càng lúc càng tái nhợt Dụ thiên an vô cùng khẩn trương Mở miệng nói Anh đừng lộn xộn Em ở chỗ này cũng đâu có chạy Em đi qua có được không Chân mày của nam công minh dạ chậm rãi giãn ra Ánh mắt như ngọc lưu ly lưu chuyển Giống như đang ẩn giấu sự dối rắm quay cuồng Dụ thiên an cắn môi Chống gậy đi qua Một thân xinh đẹp đứng ở trước mặt anh Bầu không khí trong phòng tĩnh lặng, Nam Công Minh Dạ nở nụ cười nhàn nhạt, nhạt, cầm tay cô nhẹ nhàng lôi kéo khiến cô loạng choạng. Dụ Thiên An kêu lên một tiếng, vì sợ áp chúng vết thương của anh. Cô giơ cánh tay dùng sức chống đỡ thân thể, cánh tay của Nam Công Minh Dạ cũng lần dò ôm thắt lưng của cô, thu hẹp vòng tay siết chặt cô vào trong ngực. Đôi mắt trong suốt của Dụ Thiên An lộ vẻ lo no lắng. Anh đừng như vậy, miệng vết thương của anh còn chưa có khép lại sẽ áp chúng đó mặc kệ năm công minh dạ cúi đầu nói ngón tay ưu nhã hơi dôn dày nhẹ nhàng luồn vào trong mái tóc mềm mượt như tơ của cô trầm thấp nói bên tai cô thiên an anh rất nhớ em cả người dụ thiên an cứng ngắc không nói câu nào chỉ nhẹ nhàng dựa người vào trong ngực của anh người mùi thuốc trên người anh còn có hương thờ hương bạc hà dễ ngửi mà mùi thuốc không thể che lấp được. Cô nức nở nói. Em cũng vậy. Em cũng vậy. Nam Cung Minh Dạ cảm thấy vui mừng. Trên gương mặt tuấn tú tái nhợt không che giấu được nụ cười yếu ớt cùng sự kích động. Nhẹ nhàng nâng mặt cô lên, khàn giọng hỏi. Bắt đầu từ khi nào? Bắt đầu từ khoảnh khắc anh tìm được em. Có muộn không? Dụ Thiên An thành thật trả lời Ánh sáng trong mắt của Nam Cung Minh Dạ mở đi một giây, nhưng vẫn cười rộ lên, nhẹ nhàng cúi đầu hôn lên môi cô. Trễ như thế em mới yêu anh. Trễ như vậy. Nhưng anh vẫn rất vui. Thiên ơi. À. Làn môi của cô mắt lạnh thơm mềm, anh hôn triền miên cắt đứt lời cô muốn nói. Thật xin lỗi. Dụ Thiên An bị dọa sợ, đôi môi đỏ mọng khẽ rời khỏi hơi thở của anh. Anh có sao không? Hình như cô áp trúng vết thương của anh Không sao Trong đôi mắt thâm thúy của Nam Cung Minh Dạ Có dục vọng không hề che giấu trầm thấp nói Thiên An không nên cử động Rất lâu rồi không có thương em Mặc dù Thiên An trột ửng hồng Chưa kịp phản ứng Lại bị anh hôn lần nữa Sự mềm mại cùng hương thơm trên làn môi của cô Khiến Nam Cung Minh Dạ trầm mê thật sâu lần nữa Ngày đó là chuyện gì xảy ra Trước khi cô hít thở không thông, Nam Cung Minh Dạ thả cánh môi cô ra để cho cô hô hấp, khàn giọng hỏi. Anh nghe thấy em thét chói tai trong điện thoại. Đêm hôm đó, đến cùng là có chuyện gì xảy ra? Buổi tối hôm đó, trên bậc thang biệt thự Nam Cung, khi anh nghe được tiếng thét chói tai đau đớn tê tâm liệt phế của cô, ca thần kinh cũng sụp đổ. Thực sự anh cho rằng cô bị đối đãi tàn nhẫn. Thực sự anh đã chuẩn bị tinh thần thời điểm tìm được cô thì cô đã... Trời mới biết anh có bao nhiêu vui mừng Anh còn có thể thấy ánh mặt sáng ngời như nước của cô Cô khỏe mạnh Nơi nào cũng không thiếu Em Dụ thiên an nhớ lại đêm hôm đó Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn Có chút mờ mịt Đêm đó Bọn em ở trên một con tàu Không hiểu sao lại bị đổi qua một chiếc tàu khác Khi ấy em vẫn còn ở chung một chỗ cùng với tiểu Anh. Rằng bài biết đằng sau tàu có xuồng cấp cứu Em muốn dẫn theo con cùng nhau chạy trốn Nhưng Nhưng vẫn bị bọn họ phát hiện Em chạy quá mau Dẫm lên một tấm ván mục ở trên bong tàu Vì vậy đầu gối bị thương Có rất nhiều mảnh gỗ vụn đâm vào Lúc đó trên tàu căn bản Cũng không có thuốc tê gì hết Em chỉ có thể chịu đựng Năm cung minh dạ trở nên kích động Gương mặt tuấn tú tái nhợt Ôm cô qua Muốn nhìn vết thương của cô. À. Dụ Thiên An vội vàng ngăn cản tay của anh lại, nhẹ giọng an ủi. Bây giờ đã không sao, y tá đã giúp em băng bó kỹ rồi. Chờ vết thương khép lại, thì hoàn toàn không sao nữa. Nằm cùng mình dạ thâm thiết nhìn cô chăm chú, chống chắn mình và chán cô, giọng khàn khàn nói. Xin lỗi em, Thiên An, anh để em chịu khổ. Dụ Thiên An cắn môi, ánh mắt sáng trong nhìn anh. Dù sao thì trước kia anh cũng khiến em chịu khổ rất nhiều Chúng ta vĩnh viễn kéo dài phẫn nộ vì sự bất công Anh mang cuộc đời của anh trả nợ cho em đi Nam Công Minh dạ tối tăm mặt mũi Nhịn không được mà lộ ra một nụ cười Khe khẽ hôn lên khóe miệng của cô Cảm giác mình ôm toàn bộ thế giới Nhưng em không biết tiểu anh bị đưa đi đâu Dù thiên an ngước mắt lên Trong mắt tràn đầy sự lo lắng sốt ruột Thằng bé chỉ là một đứa trẻ 5 tuổi Em không biết ba của anh liên hệ với người nào chăm sóc thằng bé Bây giờ có an toàn hay không Em biết thầy đều không biết Nam Cung Minh già khẽ cau mày Thoáng ngẫm nghĩ Vuốt vuốt tóc cô Đừng lo lắng Ông ấy dù có hung ác đi chăng nữa Thì cũng sẽ không xuống tay cùng với tiêu ảnh Đoán chừng là lại muốn lấy con trai đến Để bắt em thỏa hiệp Ông già kia Trong lòng dụ thiên an vẫn rất loạn Cắn môi hỏi Thằng bé sẽ không sao thật chứ Lúc trước ông ấy lấy em ra uy hiếp anh cái gì Kết hôn cùng với La Thịnh Uyển Ừ Năm Công Minh Dạ cười khổ Tiếp đó Anh rất không có thiên đồ mà đáp ứng Dụ thiên an ngẩn ra Giải cứu cái cảm ra khỏi ngón tay của anh ngẫm nghĩ rồi mới lên tiếng Anh cho là em bị ngốc à Nếu như anh dễ bị bắt phục tùng như vậy thì đã sớm bị chồng chị phải ngoan ngoan ngoãn ngoãn rồi rốt cuộc thì ông ấy đã nói cái gì với anh nam công minh dạ chăm chú nhìn vào đôi mắt trong trèo của cô không muốn nói những lời đó ra hù dọa cô giữ chặt cái gáy của cô ép tới trước mặt mình thấp giọng nói ông ấy nói có thể về sau anh sẽ không còn được gặp lại em nữa không biết em sống hay chết không biết em ở chung cùng với người đàn ông nào đây là hành hạ lớn nhất đối với anh Dụ thiên an nhìn anh Nửa tin nửa ngờ Nhưng đôi môi mỏng khiêu gợi của anh đã phủ lên Cô không còn cách nào nói chuyện Chỉ có thể mềm nhũn ở trong lòng anh Giúp em tìm bảo bảo Em rất nhớ con Nam cô minh dạ đau lòng hôn lên đôi mắt cô Được Nhất định chúng ta có thể tìm được Anh sẽ tìm được bảo bảo của chúng ta trong phòng bệnh tràn đầy sự ôn tồn an ủi hơi thở ấm áp trầm bổng dập sơn. mà giờ khắc này ngay sau khi xuống máy bay la tình huyền kéo lê tấm thân mệt mỏi chạy tới bệnh viện dáng vẻ luôn luôn dịu dàng hào phóng giờ đây có vẻ hơi sốc xích trong tay kéo vali hành lý bước chân hoảng loạn trong lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi thậm chí cô ta hốt hoảng đến mức quên mất không mang theo trợ lý chỉ có thể hỏi thăm khắp nơi ở trong bệnh viện xem phòng bệnh của nam công minh dạ ở đâu Suốt cuộc cũng đã hỏi được Cô ta ngàn ân vạn tạ Kéo vali hành lý tiếp tục đi về phía trước Đến trước phòng bệnh Hai mắt cô ta ướt át run rẩy muốn gõ cửa Bên trong có thanh âm nho nhỏ La tỉnh Uyển cố gắng phân biệt thanh âm đó Nhưng không có cách nào nghe rõ Chỉ có thể đi qua phía bên ngoài cửa sổ treo rèm Nhìn chầm chầm hình ảnh bên trong Tay cô ta chỉ khe khẽ run rẩy bị cảnh tượng trước mắt chấn động ngay tại chỗ. Người đàn ông tuấn tú cao ngất sắc mặt tái nhợt tựa vào gối đầu, ôm thật chặt một cô gái mảnh khảnh xinh đẹp trong ngực. Mấy ngón tay xưa nay vốn lạnh bạc, giờ đây lại nhiệt tình vuốt ve mặt của cô, cổ của cô, mỗi một tức trên thân thể cô. Anh hôn cô đợt sâu, nâng niu mỗi một tức da thịt của cô như chân bảo. La tình uyển hô hấp dồn dập, đột nhiên rút tay trở về. Cô ta thụt lùi lại một bước Ánh mắt trong suốt mờ mịt Nhìn chằm chằm phòng bệnh trúc mặt Trái tim đang ở biên giới rụp đổ Giống như trước mắt chính là vực sâu Cô ta bước một bước nữa Chính là vạn kiếp bất phục La tình huyền che miệng Toàn thân run rẩy Lệ dưng tràn trong mắt Khi nào thì anh tìm được sự thiên an Lúc nào thì bọn họ đã không còn chút kiêng kỵ nào mà thân mật như vậy. Trước cửa phòng bệnh người lui người tới Chẳng qua La tình Uyển chỉ mất khống chế trong chút lát Cô ta gắt gao đè nén nước mắt Đôi mắt oán hận mà tuyệt vọng Nhìn chầm chầm vào cánh cửa kia run rẩy kéo hành lý qua Cứ như vậy mà rời đi Vĩnh viễn Cô ta sẽ không lựa chọn xuất hiện ở thời điểm mình nhích nhắc nhất Đầu óc cô ta rất loạn Trước hết cô ta phải biết rõ mọi chuyện Tiếp đó mới có thể tính toán Sáng sớm Ở biệt thự nhạo la La Thịnh Huyền không thông báo cho bất cứ người nào Chỉ mình một mình trở về Cầm chìa khóa mở cửa Ba mẹ Hai người có ở nhà không Cô ta cố gắng háng giọng Để cho mình thoạt nhìn như không có chuyện gì Nhưng rất kỳ quái Trung quanh một chút động tĩnh cũng không có Cô ta biết Chuyện của công ty đã khiến ba mẹ loay hoay đến bước đầu sức chán Tiến triển gì cũng không có Cô ta đi phía bắc một chuyến hơn nữa còn tự mình đi đến hiện trường tra xét qua Thấy cục diện thê thảm không nỡ nhìn đó Cô ta cũng rất muốn khuyên ba ba ra ngoài thừa nhận sai lầm cùng truyền thông Mà không phải chỉ dựa vào thế lực bên ngoài tới để ép những tin tức tiêu cực kia Nhưng... La Tịnh Uyển buông túi sách và áo khoác xuống cả người mệt mỏi, ngón tay mảnh khảnh xoa xoa huyệt thái dương Trên mặt là sự đau đớn thống khổ Nhưng dù sao đó cũng là ba của mình nếu như bị cha ra sự cố tổn thất lớn như vậy bà sẽ phải ngồi tù cô ta mệt chết đi được muốn nghỉ ngơi trước đã nhưng đi tới phòng khách trột phát hiện có một bóng người ngồi trên ghế sao lông đua lưng về phía cô ta la tỉnh uyển sợ hết hồn anh anh là ai sao anh lại ở trong nhà của tôi la tỉnh uyển chấn tĩnh lại giọng dịu dàng lạnh lùng hỏi người đàn ông ngồi trên ghế sao lông nở nụ cười tà mị đứng lên, chậm rãi xoay người lại. "Là tiểu thư, mới có một ngày không gặp, cô đã không nhận ra bóng lưng của tôi rồi sao?" Hình dáng của người đàn ông trước mắt có sự ôn tồn tinh tế, nụ cười sáng rỡ ấm áp, khiến người nhìn yên lòng thoải mái, nhưng chỉ có giọng nói là lộ ra về trêu đùa mà lạnh lùng. Anh ta ưu nhã lật qua một phần của tờ báo, nhàn nhạt, nhạt nói: Nghe đâu ngay cả lịch viện bây giờ ba cô cũng không dám đi. Xảy ra chuyện lớn như thế, nhà Nam Cung cũng không giúp cô. Tình Uyển, cô còn có thể nghĩ ra biện pháp gì? La Tình Uyển chậm rãi trợn to hai mắt, tâm tình càng thêm hốt hoảng. Trình dị Sinh, người đàn ông này là Trình dị Sinh. Không phải anh còn đang họp hay sao? Mình dạ bị thương. Dạ hi kêu anh về thăm anh đều nói loay hoay không rảnh. Thế nào mà chân trước tôi vừa bước xuống thành phố Z Chân sau anh đã theo cho về La Tình Uyển rất tỉnh táo Lễ phép mà xa cách hỏi Trình dị sinh nhún nhún vai Trên chán có mấy phần chán ghét Cô cảm thấy tôi có khả năng nghe lời Một đàn bà tranh chua kia sao Đời này của tôi Quyết định sai lầm nhất Chính là kết hôn với cái con đàn bà ngu ngốc dữ dằn đó Ngày ngày ngủ chung với cô Tào trên một cái giường Cùng hô mưa gọi gió Tôi còn chưa đủ buồn nôn đi sao La tình nguyện khẽ cau mày Nhẹ nhàng ôm vào vai của mình Đi qua rót một tách trà đã nguội lạnh Anh muốn gì Cô ta nhẹ nhàng quay đầu lại Lễ phép hỏi Tôi muốn Đôi mắt thâm thúy của trình dị sinh Nhìn chằm chằm cô ta Chậm rãi đi tới Áp sát phía sau lưng cô ta Ôm lấy thắt lưng của cô ta Nói nhỏ bên tai cô ta cái tôi muốn không phải là trà mà là cô. La tình Uyển vội vàng tránh xa, trên khuôn mặt xinh đẹp có chút hốt hoảng, đè nén nở giận nói: Trình Dị Sinh, anh nên tôn trọng một chút. Nơi này là nhà tôi, không phải là phòng làm việc của anh. Lời nói ghê tởm này, lúc ở trong phòng làm việc anh đã nói qua rồi, rất xin lỗi, tôi không đáp ứng. Rốt cuộc anh là người hay là ác ma? Anh biết tôi có vị hôn phu không? Anh có biết bản thân anh đã có vợ và con gái không? Anh ở bên ngoài làm loạn Dạ hi cũng mở một mắt nhắm một mắt Anh lại dám Ngay cả tiểu thư của nhạo la Mà cũng dám đánh chủ ý Đừng nhắc tới Nam Cung dạ hi với tôi Trình dị sinh nghiến răng nói Đời này tôi chính là bị hủy ở trên tay của cô ta La Tình Nguyền lắc đầu Lạnh đồng nói Nếu như tôi nhớ không lầm Là anh trèo cao leo vào nhà Nam Cung Hơn nữa còn nhận lấy khối sản nghiệp này Từ trong tay của bác trai đó là tôi nên được Trình dị sinh cắn răng nghiến lời Gương mặt tuấn tú đỏ lên Ai kêu lúc đó cô ta với tôi ngủ một buổi tối Nên mang thai con của tôi Rồi còn yêu tôi Ai kêu cô ta không đếm xỉa tôi đã có bạn gái Mà lấy thế lực của nhà cô ta đến để buộc tôi bỏ trốn Tôi đã sớm chịu đủ mùa đàn bà đáng ghét đó Mấy năm nay Dù ngủ ở trên giường kỹ nữ Cũng dễ chịu hơn so với ngủ cùng với cô ta La Tịnh Nguyền không nói gì thêm Chỉ xoay người tiếp tục châm trà Tay có hơi run run Tôi chẳng muốn quản mấy chuyện kia Chuyện vợ chồng nhà các người Thì tụi các người giải quyết Giọng nói của La Tịnh Nguyền khàn khàn Trong đôi mắt có chút yếu đuối Tôi chỉ xin anh giúp ba tôi xử lý sự cố quạng mỏ Nếu như anh không muốn giúp thì thôi Tôi có thể tự mình đi tìm binh ra <laughs> tranh dĩ sinh lại chậm rãi dựa vào lần nữa ngón tay thon dài kéo một loạn tóc của cô ta qua để ở trong mũi người nhẹ giọng khàn khàn nói tôi đâu có nói không đồng ý giúp chẳng qua điều kiện của tôi làm cho cô không hài lòng mà thôi thật ra thì có cái gì đâu phụ nữ nào trên đời này mà không trải qua chuyện như vậy cho ai mà không phải là cho tôi chỉ muốn nếm thử một chút xem mùi vị của người phụ nữ nam cô minh dạ." Tới cùng là có cảm thụ gì Cũng trả thù lúc trước anh ta Cường thế chứng đoạt thiên an của tôi Chúng tôi phải hủy nhau mới được Sắc mặt đa tịnh uyển biến hóa Kéo tóc trở về Đôi mắt xinh đẹp nhìn chằm chằm anh ta Lừa giận bùng cháy Tôi nói lại một lần nữa Tôi không cần anh giúp Vậy thì cô ngàn dặm xa xôi Đến phía bắc tìm tôi Chính là vì quyến rũ tôi thôi sao Trình dĩ sinh khinh thường giơ tay nhéo cằm cô ta nói tiếp tình uyển cô gạt ai vậy đừng tưởng tôi không biết quan hệ giữa cô và minh dạ anh ta chịu giúp cô sao cô làm nhiều chuyện có lỗi với thiên an như vậy bao gồm cả mấy thủ đoạn mà cô đùa bỡn 5 năm về trước so với ai khác tôi rất rõ ràng cô nói xem anh ta biết rõ mà còn có thể giúp cô sao anh ta hận còn không kịp đi anh cầm miệng La Tịnh Uyển giơ tay gỡ bàn tay của anh ta ra Cao mày Nhớ tới hôm nay Cảnh tượng Nam Công Minh Dạ thân mặt xe dưa Cùng với Dụ Thiên An ở trong bệnh viện Trong mắt ngân ngắn lệ Chuyện của tôi và anh ấy không cần anh nhúng tay vào Cho dù anh ấy không giúp đỡ Tôi cũng sẽ không đáp ứng điều kiện của anh Tôi nhìn lầm anh Tôi vẫn luôn cho rằng Chẳng qua anh chỉ là hạng đàn ông dùng quan hệ bám váy đàn bà ăn cơm mềm Không nghĩ tới Anh lại âm hiểm ác độc như thế này sắc mặt của trình dị sinh dần dần thay đổi có phần dự tợn hung ác tay của anh ta nhẹ nhàng buông xuống chụp lấy cổ tay của la tình uyển trong lúc cô ta chưa kịp phản ứng bất thình Đình kéo cô ta vào trong ngực nắm thật chặt thắt lưng của cô ta hơi thở ấm áp phả ở trên mặt cô ta tôi có thể so sánh với cô sao la tình uyển Tôi muốn cái gì cũng sẽ công khai rõ ràng Không hề che giấu Nhưng còn cô Cô thì ngược lại Há mồm mở miệng thực sự rất lợi hại Chỉ nói mấy câu là lừa ông cụ xoay quanh Bắt thiên an bá đến ngàn dặm xa xôi <laughs> Chẳng lẽ lòng dạ của cô không ông hiểm ác đâu hay sao Chẳng lẽ cô không cảm thấy hai chúng ta vừa vặn kết thành một đôi à Cút Là tình nguyện không chịu nổi khoảng cách gần sát như vậy Tay gắt gao chống ở trước ngực trình dị sinh Liều mạng chống cự Làn xa tôi ra một chút Tôi không muốn nhìn thấy anh Đừng luôn lấy lý do cô yêu Nam Công Minh giả để làm chuyện xấu. Trình dị sinh nghiền răng nói, dùng sức kiềm chế cổ tay của cô ta, cạt bò sự dạy ruộng của cô ta. Thời điểm Thiên An bị thương, không phải chỉ có một mình Nam Công Minh Dạ đau lòng, tôi cũng đau. Dù Nam Công Dạ hy hư hỏng, nhưng mà cũng không đùa bỡn tâm kế diễn kịch giỏi giống như cô. Gương mặt này xinh đẹp thiện lương như vậy, lúc giả bộ cũng rất điềm đạm đáng yêu. Thực sự tôi muốn nhìn thử xem dưới lớp quần áo này là cái dạng gì Không được, không La Tịnh Uyển liều mạng ngăn cản Chưa bao giờ ứng phó loại trường hợp này Rất nhanh cổ tay đã bị bắt được vặn ra ở phía sau Trình dị sinh kéo cổ áo của cô ta Đột nhiên dùng sức xé mạnh một cái Rất nhanh Áo sơ mi trắng tinh đã bị xé rách Lộ ra da thịt trắng mịn nõn nà Trình dị sinh cúi đầu ở cần cổ của cô ta Hùng hăng người một cái trong mắt dâng lên dục vọng Giọng khàn khàn nói Quả thật là chất lượng tốt Đã không còn trẻ Nhưng hương vị còn tốt như vậy Sao năm cô Minh Dạ lại căm lòng Để cho cô vườn không nhà trống Cũng không chạm vào cô Hừm? Trình dị sinh La tình uyển nén lệ nói Anh phải biết Ở đây là đang là ở nhà của tôi Bất cứ lúc nào ba mẹ tôi cũng có thể trở về Người giúp việc cũng sẽ trở về bất cứ lúc nào Anh mà dám làm loạn thì nhất định sẽ phải chết. Nếu như dạ hi biết, thì tất cả những gì anh có hiện tại cũng đừng hỏng qua trở về. <laughs> ba mẹ cô. Trình dị sinh nhếch một nụ cười, giơ một tay âm thầm dò vào trong y phục của cô ta. Ba mẹ cô đã bị tôi dùng truyền thông giữ lại. Toàn bộ đều phải nhìn biểu hiện hôm nay của cô. Nếu như tôi hài lòng, ngày mai toàn bộ tin tức cũng sẽ im hơi lặng tiếng. Còn nếu như tôi không hài lòng, Tất cả tin tức sẽ khiến ba mẹ cô chết đuối Táng ra bại sản cũng không đủ bồi thường Cho những thợ mò bị thiệt hại tính mạng kia Sự phấn đấu cả đời của bọn họ Cũng sẽ trở thành bọt nước Khi đó cô còn có tư cách gì Mà cả cho nam công minh dạ sao Hay là cô muốn làm người giúp việc Lao bàn rửa chén cho nhà anh ta Vậy thì phải nhìn xem anh ta có thích hay không Không La tịnh uyển nửa mạng lắc đầu Nước mắt điên cuồng rớt xuống Chỉnh dị sinh Sao anh có thể hèn hạ như thế Đừng chạm vào tôi Anh không được động vào tôi Trình dị sinh chuyên tâm mài miết với dục vọng của bản thân Ngược lại đè cô ta ở trên ghế sofa Một tay vén tóc rơi trên trán cô ta Tay còn lại tiếp tục do so thám xuống dưới Cô biết không? Tất cả những người đó đều bị cô lừa Chỉ có tôi là không Có biết vì sao không? Bởi vì chúng ta là cùng một loại người Chỉ có tôi biết cách làm như thế nào để đối phó với cô Đối phó cô cần dùng tâm kế sao Cần phiền toái như vậy sao Không cần Gương mặt tuấn tú của trình dị sinh đỏ lên Khẽ nghiến răng nói Đưa tay xuống dưới cách một tiếng Cờ gen nịt quần ra Mãnh lực kéo hai chân cổ cô ta ra Nặng nề đè xuống Đối phó với loại người phụ nữ như cô Cứ trực tiếp sử dụng bạo lực phá hủy cô đã được rồi Cô có thể đùa bỡn tâm kế cho tôi nhìn thử Xem có tác dụng ở trên người của tôi hay không ừ. Trong tiếng thét chói tai của La Tình Uyển Trình dị sinh cúi đầu Liếm Đừng dãy rủa Hôm nay tôi sẽ thương cô thật nhiều Đang ở trên ghế salon của nhà cô Hẳn là nơi mà ba mẹ cô thường rúc vào uống trà ân ái với nhau Có phải là rất kích thích hay không Không Trình dị sinh Anh buông tôi ra Buông tôi ra Nước mắt của La Tình Uyển dường như dìm cả người cô ta ngửa đầu lên chỉ có thể nhìn trần nhà lay động Cổ tay giống như là bị bẻ gãy vặn ra ở phía sau Đau đến mức cả khuôn mặt cũng tái nhợt Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng Bình ra Cứu Cứu em Cứu Cứu em Cô ta đau lòng khóc giống Có chết cũng không ngờ sẽ gặp phải một tên ác ma như vậy trong đời Không kịp phản ứng Không kịp chống cự Không kịp phòng bị Cô ta không muốn bị hủy ở trong tay tên đàn ông này Cô ta không muốn Đôi mắt trình dị sinh đỏ hồng Nửa người trên của cô ta đã hoàn toàn bị lột bỏ Kéo áo sơ mi ra phía sau Buộc thắt hai cổ tay của cô ta lại Cúi đầu úp mặt vào Bàn tay nhẫn tâm nhào Anh ta muốn cô cảm thụ Khắc sâu trạng thái bị khinh miệt Bị nhục nhã Cô ta thét chói tai Giọng cũng đã khàn đặc không chịu nổi Chết tiệt Tôi không thích phụ nữ ở dưới thân của tôi la ó giống như bị heo giết thân thể của cô đẹp như thế này tôi sẽ không nổi giận với cô nhất định tôi sẽ dịu dàng hơn để cho cô dục tiên dục tử ừ. la Tịnh uyển ngước đầu ừ, ừ. nhưng không phát ra được thanh âm nào cô ta nhắm mắt lại toàn bộ thế giới đều đang lay động kịch liệt có ánh mắt kỳ vọng của ba mẹ có cảnh tượng cô ta sóng vai cùng với nam công minh dạ dưới trời tuyết ở sân trường đại học có hôn lễ của bọn họ trong ảo tưởng nhưng vào giờ khắc này tất cả đã không còn không còn nữa. Trong sự giá lạnh như băng, địa phương mẫn cảm nhất của cô ta bị vật nóng như lửa bao trùm, trêu chọc, tàn sát, sự kích thích toán lạn. Cô ta giống như không trụ nổi, ngừa đầu nước nở nghẹn ngào. Cô ta không phát ra được một âm thanh nào, tiếng thét chói tai chỉ có thể buồn bực ở trong cổ họng. Nước mắt nóng hổi và mồ hôi cùng nhau chảy xuống, mà ở trên người cô ta, gương mặt tuấn tú của Trình dị Sinh đỏ lên, Ngừa đầu hít vào Mặc kệ cô ta có phải là lần đầu hay không Anh ta đè ép xuống thật chặt Hung hăng dùng sức Chạy nước rút đoạt lấy Đau rát nhức bút Giống như vĩnh viễn sẽ không ngừng lại Mỗi một cái va chạm mãnh liệt Là mỗi một lần càng khó chịu đựng Đến đau đến bất tỉnh Sau đó lại tỉnh lại trong vòng Tàn sát bừa bãi mới Giọng của La Tình Uyển đã hoàn toàn khàn đặc Trình dĩ sinh đầm đìa mồ hôi thỏa mãn cúi đầu hôn cần cổ của cô ta, giọng khàn khàn. Thực sự là nhìn không ra, cô vẫn chưa bị đàn ông yêu qua. Tôi lại may mắn có được chính là lần đầu tiên của cô. <laughs> Thần kinh của La Tình Uyển đã sụp đổ, nước mắt chảy dài xuống, cô ta đau đến chết lặng, cả người run rẩy không ngừng. Trình dĩ sinh hung hăng đụng vào bên trong mềm mại đầm đìa của cô ta trong mắt lóe lên sự hung ác, giơ tay lấy cái áo sơ mi trong miệng cô ta ra, cho cô ta cơ hội nói chuyện. Vỗ vỗ mặt cô ta. Nói cho tôi biết, hiện tại cô có cảm thụ gì? À, tình uyển, hương vị của cô thực sự rất tốt. Ngon hơn nhiều so với con tiện nhân Nam Cung Dạ Hy kia. Sao tôi lại không sớm phát hiện cô có thể khiến cho đàn ông mất hồn đến như thế? La Tịnh Uyển ho khan dữ dội trên khuôn mặt xinh đẹp mà tá nhợt tràn đầy nước mắt mái tóc ướt nhẹp mồ hôi cô ta nghiêng đầu liều mạng hô hấp khàn giọng nói trình dị sinh Tên cầm thú trình dị sinh chống đối sò xuyên đi vào một cái sâu hơn cô lại còn cảm thấy tôi là cầm thú ngay cả thiên an của tôi cũng biết tôi không bằng cầm thú xem ra cô thực sự còn chưa nếm được cái gì gọi là chân chính ác độc của tôi chúng ta tiếp tục kêu lớn tiếng một chút, như vậy mới hứng thú. La Tịnh Uyển cũng không hiểu anh ta có ý gì, nhưng đến khi anh ta lần nữa dùng lực đạo cùng góc độ ác hơn đụng chạm vào cô ta mới khắc chế không được mà thét chói tai. Đây đúng là địa ngục của cô ta. Ngay nháy mắt bất tỉnh, trong lòng của La Tịnh Uyển tràn ngập sự chua xót, có cảm giác mình đã hoàn toàn rơi vào vạn kiếp bất phục. Trong quán trà thanh nhàn. Dụ Thiên An đẩy cửa ra, chăm chú nhìn quanh bốn phía. Hoan nghênh quý khách, xin hỏi tiểu thư có đặt bàn không? Cô gái mặc sườn xám ở cửa dịu dàng cười hỏi. Ừ, tôi tìm một vị tiên sinh, hơn 50 tuổi. Ông ấy... Dụ Thiên An nhẹ giọng hình dung, nhưng vẫn không có cách nào miêu tả. Chẳng lẽ lại nói, đó là một ông già xấu xa cứng nhắc, thoạt nhìn rất dọa người. À, cô nói năm công tiên sinh đúng không? Cô gái cười cười, đưa tay nói. Ông ấy đã ở trên lầu chờ cô Mời theo tôi Cô đi bộ hơi bất tiện sao Có muốn tôi đỡ một chút hay không Dụ thiên an không chống cây gậy Mà là cả nhắc đi từng bước Mặc dù chậm Nhưng ít nhất chính mình có thể đi Cộng thêm khí chất thanh nệ thoát tục của bản thân Thoạt nhìn đáng thương động lòng người Khiến người khác sinh lòng thương tiếc Một mạch đi lên trên lầu Quả nhiên đã nhìn thấy ông lão xấu xa đó Tay chống gậy, vẻ mặt công nhắc Dụ thiên an nhẹ nhàng hít một hơi Trực tiếp chậm chậm đi qua Mở miệng hỏi Nam Cung tiên sinh tôi đã tới Ông có thể nói cho tôi biết tiểu ảnh ở nơi nào sao Cô dịu dàng đứng thẳng người Trong quán trà tĩnh lặng Một cô gái xinh đẹp dường như đi tới Từ một đám mây Mảnh khảnh dịu dàng Nam Cung ngạo trở tới hoảng hút giơ tay lên ý bảo cô ngồi xuống Cô ngồi cùng tôi một lát Chúng ta nói chuyện Dụ thiên an không rõ ông ta lại muốn giờ trò gì Không thể làm gì khác hơn Là lễ phép ngồi xuống Còn giúp ông ta chăm thêm trà ngon Làm hết sức buồn phận của bậc con cháu Kể từ khi biết cô cho tới nay Cũng chưa từng nghiêm túc ngồi nói chuyện cùng với cô Dụ tiểu thư Cha mẹ của cô làm gì Bây giờ trong nhà còn thân nhân nào không Về mặt của Nam Công Ngạo lạnh lùng Cũng rất nghiêm túc hỏi Tay bưng bình trà của dụ thiên an run lên một cái Trong lòng bỗng có chút chua xót Cô và Nam cô Minh Dạ biết nhau lâu như vậy Con trai cũng đã 5 tuổi Bây giờ ông nội của đứa nhỏ Mới mở miệng hỏi cô Cha mẹ cô làm gì Còn thân nhân nào hay không Nhẫn nhịn hơi nước trong mắt xuống Ánh mắt trong trèo nhìn ông ta Nhẹ giọng trả lời Ba mẹ tôi sinh ra ở một thị trấn nhỏ Cũng thuộc dòng dõi có học thức Tôi không phải là con gái một còn có một đứa em gái, năm Tiểu Nhu 12 tuổi, vì tai nạn xe cộ ngoài ý muốn nên bọn họ đã qua đời. Hiện tại tôi thân một mình mang theo bảo bảo. Hiện giờ Tiểu Nhu đang đi học ở nước ngoài, mấy ngày nữa sẽ trở về. Đúng vậy, Dụ Thiên An cảm thán trong lòng, thời gian trôi qua thật nhanh, hình như Tiểu Nhu sắp trở về rồi. Đi học ở nước ngoài. Nam Công Ngạo ngâm nghĩ rồi nói tiếp, ý cô là chính là nữ sinh đang học đại học ở nước ngoài mà minh dạ vẫn giúp đỡ kia sao dụ thiên an dừng một chút suy nghĩ thấy không sai gật đầu đúng thực sự là năm năm nay anh ấy vẫn luôn giúp đỡ tiểu nhu lên đại học à nam công ngạo tiếp tục cân nhắc ánh mắt phức tạp thâm thúy nhìn dụ thiên an đại khái tôi có thể hiểu tình huống của cô vậy tôi không cần phải quanh con nữa Dụ tiểu thư. Cô cũng biết nhà Nam cung có bao nhiêu thế lực. Dạng gia tộc này của chúng tôi có quy củ gì? Đối với hôn nhân của con cái có yêu cầu như thế nào? Hẳn là Dụ tiểu thư cũng hiểu được. Dụ Thiên An lặng lặng suy nghĩ, nở nụ cười khổ. Nam cung tiên sinh, ông muốn nói với tôi đến chuyện môn đăng hộ đối đúng không? Chắc hẳn cô cũng biết là bởi vì sao. Nam Cung Ngạo cất cao giọng Về mặt nghiêm trang Nhà Nam Cung tôi chỉ có một đứa con trai Tương lai nó sẽ thừa kế Tất cả sàn nghiệp của tôi Người bên cạnh nó Tôi không thể không chọn được Mặc dù gia thế của cô Không có vết đen Nhưng năm năm trước đã từng chưa cưới sinh con Còn cùng Minh Dạ Ở Mỹ xì căng đan tình nhân Hiện giờ lại dây dưa không rõ Với một nghệ sĩ dương cầm cứ coi như lúc trước là bị bôi nhỏ Nhưng sau đó là hình như thế nào Ấn tượng của cô khó phai mờ đến mức như thế nào Chính bản thân cô cũng biết rõ không phải sao Có một người vợ tốt Khéo léo độ lượng Có tất cả mối quan hệ quan trọng Có thể tiếp xúc giao thiệp với từng lớp danh tiếng Thời điểm sự nghiệp của nó khó khăn Thì còn có thể giúp nó một ít Bản thân người đó cũng phải vô cùng ưu tú Có sự nghiệp độc lập Cùng sản nghiệp của gia tộc mình nhưng cô thì sao nếu như cô gà cho minh giả ngoại trừ mang đến cho nó một đứa con trai thì bản thân cô có thể mang đến cho nó cái gì nữa chẳng lẽ tình uyển không cho được hay sao nói vậy chính cô còn phải dựa vào minh giả để sinh tồn đúng không thương trường như chiến trường có thể thuận buồm xuôi gió mãi hay sao cô cẩn thận ngẫm lại mà xem cô có ý nghĩa gì trong cuộc sống của nó người trẻ tuổi các người cũng không còn trẻ nữa, sao vẫn còn nghĩ đến tình yêu lung tung gì đó? Những thứ kia thì có ích lợi gì đối với cuộc sống của các người sau này không?" Nam công ngạo nhẹ nhàng đâm cây gậy xuống mặt đất, càng nghe lời của ông ta, lòng Dụ Thiên Nan lại càng lạnh lẽo, tay cầm tách trà cũng bắt đầu vô lực. Cô biết rõ, Nam công ngạo chịu mở miệng nói với cô những điều này, ông ta cũng đã không còn cố kỵ chút nào nữa rồi, nhưng Cố Tình Mỗi câu mỗi lời của ông ta cũng vô cùng đúng đắn Dụ Thiên An muốn mở miệng nói gì đó Nam Cung Ngạo khoát tay một cái Nếu hôm nay đã ngồi ở đây nói chuyện cùng với cô Tôi cũng sẽ không tự cao tự đại Năm năm trước đã xảy ra chuyện gì Tôi đều biết Xác thực là nhà Nam Cung Thực sự có lỗi với cô Nếu không phải minh dạ tùy hứng Cô cũng sẽ không bị nó Hủy đi sự trong sạch Còn phải một mình nuôi dưỡng đứa nhỏ suốt 5 năm, năm. Chỉ mỗi chuyện này Tôi xin lỗi cô Về sau tôi sẽ đối xử tốt với cháu nội Cũng xem như là bồi thường đối với cô Vậy còn cô Cô có gì muốn nói không Dụ thiên an mấp máy miệng Khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt Bỗng nhiên cảm thấy nói gì cũng không có sức Không phải ông ta đã nói hết rồi sao Còn muốn cô nói gì nữa đây Nam Công tiên sinh Cháu không phủ nhận là bác nói rất đúng nếu yêu đã là vợ chồng, xác thực là phải chăm sóc nâng đỡ lẫn nhau. cái gọi là môn đăng hộ đối là muốn cho hai người có hoàn cảnh tương đương, thậm chí quan niệm về gia đình đến với nhau. cháu cũng không phủ nhận, cháu không thể mang đến cho anh ấy cái gì. gia đình của cháu rất sớm đã không còn, cháu có thể nuôi nấng sống mình và con trai cũng đã là rất tốt. cháu không có ưu tú như là tiểu thư không nói được ngôn ngữ của nhiều quốc gia, không có kỹ năng xã giao thuần thục, cũng không biết những lễ nghi cùng quy củ của giới xã hội thượng lưu. Hàng mi dài của Dụ Thiên An run rẩy cụp xuống, tiếp tục nói: "Cháu chỉ có thể cho anh ấy một thứ, yêu thương anh ấy, cho anh ấy sự ấm áp, quan tâm. Cháu cũng muốn giải thích với bác một chuyện." sự trong sạch của cháu cháu không làm bất kỳ điều gì có lỗi với minh già nếu như thế giới của anh ấy cùng với cháu có quá nhiều điều không giống nhau thì cháu sẽ cố gắng nỗ lực hòa nhập không hiểu thì cháu sẽ học chỉ cần có thể giúp được anh ấy dù bác không cho cháu cơ hội cháu cũng muốn tranh thủ khi anh ấy chưa buông tay trước cháu sẽ không thể buông tay anh ấy Nam Công Ngạo chăm chú nhìn cô hồi lâu Gật đầu một cái Ánh mắt già nua nhìn ra ngoài cửa sổ Cháu Đứa bé này Lý lẽ rất rõ ràng Những chuyện trước kia Là bác có lỗi với cháu Sắc mặt dụ thiên an tái nhợt Căn bản không biết Mình mới vừa nói những gì Cô không thể nghe mấy cái đạo lý kia Của Nam Công Ngạo Vừa nghe Cô liền có cảm giác mình thực sự không xứng với nam công minh dạ. Thời gian trung đụng của hai người quá ngắn. Căn bản là bọn họ không cùng một thế giới. Anh thỏa hiệp bàn bạc mỗi một hợp đồng như thế nào. Trong tiệc rượu anh tham gia tiếp xúc với những hạng người gì. Thời điểm gặp khó khăn trong kinh doanh anh vượt qua ra sao. Có người nào giúp anh mà không cần đền đáp hay không. Thế giới của anh khoảng cách với cô sao mà xa đến như vậy. Đi ra khỏi quán trà. Dụ thiên an đường không vững Suýt nữa ngã xuống đất Vội vàng viện lấy vách tường bên cạnh Gió thổi tạt qua mặt Tinh thần không tỉnh táo Cô nhớ tới lời Nam Cung ngạo nói Tạm thời tiểu ảnh ở chỗ rất an toàn Bác sẽ không làm thương tồn thằng bé Cũng sẽ không bắt buộc hai đứa thỏa hiệp Chỉ muốn để cho hai đứa suy nghĩ thật kỹ thật rõ ràng Nếu như không có đứa nhỏ Hai đứa còn có liên hệ nào nữa Còn có thể dùng phương thức gì để trung đụng Làm việc chung sao Chờ hai đứa suy nghĩ kỹ rồi tôi nói cho bác biết Hôn kỳ với nhỏ la không thể kéo dài lâu được Đây có lẽ là quyết định rộng rãi nhất mà Nam Cung Ngạo có thể cho Lúc này một người đàn ông mặc áo đen đeo kính đen bước xuống từ trong xe Sắc mặt tái nhợt Vội vàng mở cờ quán trà đi vào Không cẩn thận đụng phải Dụ Thiên An Vội vàng vịn cô lại Thấy rõ diện mạo của cô vội nói Dụ tiểu thư cẩn thận Nói xong người đàn ông gấp gáp đi lên lầu Nam Công Ngạo đang uống ngụm trà cuối cùng, nhíu mày suy nghĩ. Người đàn ông mặc y phục đen vội vàng đi tới trước mặt, giọng nói trầm trọng mà vô cùng lo lắng. Nam Công tiên sinh, là tiểu thư, là tiểu thư đã xảy ra chuyện. Tay Nam Công Ngạo run lên, nắp của tách trà rơi xuống trên miệng tách phát ra một âm thanh thanh thúy, chấn động lòng người. Gặp chuyện không may. Xảy ra chuyện gì? Nam Công Ngạo hơi căng thẳng, theo bản năng, cho là sự cố ở phía bắc của Lam Mân Thành đã tạo thành ảnh hưởng không thể xoay chuyển. Về mặt trầm trọng nhíu chặt mày, nhưng đến khi hộ vệ áo đen sắc mặt xanh mét, gấp gáp che tai của ông ta nói mấy câu, Nam Công Ngạo bỗng nhiên hoảng hốt, bởi vì run rẩy mà tách trà trong tay xoàng một tiếng, bề vụn trên mặt đất. Làm sao có thể xảy ra chuyện này? Sao có thể? Nam Công Ngạo run rẩy có phần nói không ra lời, Mấy ngón tay thô giáp vuốt về cây gậy Ngồi không yên Đứng lên nói Tôi phải trở về nhìn con bé Nơi này Nơi này cậu dọn dẹp một chút Nói xong Trong mắt của Nam Cung Ngạo Lộ vẻ bi thống và lo lắng vô cùng Bước nhanh đi ra khỏi quán trà Làm sao có thể Sao con bé tình uyển có thể xảy ra chuyện như thế Ngoài cửa sổ Phạm vi tầm nhìn rất bao la Nước nhìn một cái chính là vườn hoa rất xinh đẹp có rất nhiều người bệnh mặc quần áo bệnh nhân đi dạo Gần đó còn có trẻ con đang vui vẻ chơi đùa Không biết Nam Công Minh Dạ đã bấm số điện thoại của Dụ Thiên An lần thứ mấy Tiếng tút tút kéo dài bên trong Làm cho anh hơi sốt ruột không an tâm Không liên lạc được Vẫn chưa liên lạc được Đôi mắt thâm thúy xa sầm u ám Ngón tay thon dài vút ve điện thoại di động Rốt cuộc lại bấm gọi cho một số điện thoại khác An tĩnh chờ đợi sau khi nói xong mấy câu với người bên kia điện thoại, anh hoàn toàn biết rõ đã xảy ra chuyện gì. tôi biết rồi. phải quan sát chung quanh nhà cô ấy, bảo vệ cô ấy. nhớ, cố gắng đừng đến quá gần, nghe hiểu không? chuyện còn lại tôi tự mình xử lý. nam cô minh giả dạ, cốp điện thoại, trong đôi mắt thâm thúy lộ ra sự nhu tình cùng thương yêu. người phụ nữ nhỏ này, người mà anh phái đi theo cô nói, sau khi đi ra khỏi phòng bệnh. Cô chỉ đi một chuyến qua quán trà bên cạnh, sau đó đi ra, Về mặt hoảng hốt đi về căn hộ cô và Tiểu Ảnh thuê lúc trước. Cô không thể nào vô duyên vô cớ trở về nơi đó. Ngẫm lại thì biết rõ là ai gọi cô đi, cũng có thể đoán được Nam Công Ngạo sẽ nói gì với cô. Nam Công Minh giả dạ chống tay trên cửa sổ, muốn lui về phía sau mấy bước, đột nhiên bụng lại ập tới một cơn đau nhức như tê liệt. Anh cau mày, tay bắt lấy khung cửa sổ, trầm ngâm mấy giây đau đớn kia mới từ từ tàn đi. Thực sự anh không có nhiều thời gian nghỉ ngơi, hiện tại anh phải nhanh chóng khỏe lại mới được. Điện thoại trong tay lại chấn động rung lên, Nam Công Minh Dạ đích nhìn dấu điện thoại, đôi mắt sắc bén có chút lạnh lẽo, suy nghĩ một chút vẫn ấn nút nhận. Alo. Thật không? Đã xảy ra chuyện sao? Xảy ra chuyện gì? Cậu đang nói bậy bạ cái gì hả? Nam Công Minh Dạ lặng lặng lắng nghe. Chân mày cũng hơi nhíu chặt Giọng nói âm lãnh mà trầm thấp Cô ta bị cường bạo Tôi nghe lầm đúng không? Cô ta mà cũng bị cường bạo Bên kia Điện thoại bị Nam Cung ngạo đoạt lấy Giọng cứng cáp mà hùng hồn Run rẩy nói Mình giả Mày mau tới đây một chuyến Tịnh Uyển đang ở phòng bệnh lầu dưới Mày mau chóng tới đây cho tao Hiện giờ con bé đã xảy ra chuyện Mày làm chồng chưa cưới cái kiểu gì vậy sự tình ở phía Bắc tỉnh Uyển có xin mày giúp hay không? Ta có nhờ qua mày hay không? Nếu không phải mày không chịu giúp chú la thì cũng sẽ không thành như bây giờ. Mày nhanh chóng tới đây cho tao, có nghe thấy không? Lừa giận của Nam công ngạo như xuyên thấu qua điện thoại, vô cùng lo lắng mà tức giận, đau lòng mà oán hận. Chân mày của Nam công minh dạ càng nhíu càng chặt, cảm giác như mình nghe được chuyện đầm rồng hang hổ, La tỉnh Uyển bị cường bạo sao? Cô ta bị một người đàn ông không quen biết cường bạo hay sao Bây giờ đang ở trong bệnh viện Đùa gì thế Nam Công Minh Dạ đè xuống suy nghĩ phiền loạn trong đầu Gương mặt tuấn tú lạnh như băng Tay nhẹ nhẹ che vết thương ở bụng Không dám đi nhanh Chỉ có thể khống chế tiết tấu thích hợp đi ra phía ngoài Thời điểm thang máy đến lầu dưới Quả nhiên một trận xôn xao Cũng không biết là ai đưa tới nhiều phóng viên và truyền thông như vậy Ngay lúc cửa thang máy vừa mở ra Trong nhảy mắt đèn vào lát rắc 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 không ngừng lóe lên quả thực là tình cảnh hỗn loạn mà huyên náo nam Cung thiếu ra thì ra anh cũng ở bệnh viện này xin hỏi anh đã biết la tiểu thư xảy ra chuyện rồi sao lần này la tiểu thư xảy ra chuyện ngoài ý muốn ngay ở trong nhà nam Cung thiếu ra anh có ý kiến gì không xin hỏi anh còn có thể cưới cô ấy không nhà nam cung có vì cô ấy không còn trong trắng mà hủy bỏ hôn nước hay không nam cung thiếu ra anh có phải là người bội bạc như vậy hay không Ngôn luận bát quái ùn ùn kéo đến Nam Công Minh Dạ giơ thanh lên Ngón tay thon dài khẽ ngăn trở những câu hỏi Cùng âm thanh răng rắc của máy ảnh lóe lên Gương mặt tuấn tú Mà băng lãnh tàn ra khí lạnh Không chút nào che giấu sự chán ghét của mình Mấy vụ về áo đen thấy thế lập tức chạy tới ra sức sâu đầy những phóng viên vẫn còn đang điên cuồng quay phim chụp hình. Bảo vệ năm công minh dạ, mở ra một con đường cho anh thuận lợi đi vào trong. Đôi mắt Nam Công Minh Dạ rét lạnh Điếc nhìn phóng viên vừa kêu gào hung hăng nhất Vừa vọt tới trước nhất Cầm trong tay micro Có dấu hiệu của công ty truyền thông hải ngu Trong lòng anh biết rõ Ở sau lưng công ty truyền thông này Nhỏ là có cổ phần rất lớn Ánh mắt của anh lạnh hơn Trực tiếp đi vào phòng bệnh Trong phòng bệnh Mấy y tá và bác sĩ đang bận rộn Công việc có phần lộn xộn rối ren Nam Công Minh Dạ đích nhìn La Tịnh Quyền Ở trên giường bệnh Thân thể mềm mại trắng nõn của cô ta được cái mềm mỏng che lấp, mái tóc xốc xích, một loạn tóc bết dính trên sườn mặt, khóe miệng hơi sưng đỏ dưới máu, thỉnh thoảng cái mềm bị vé lên, có thể nhìn thấy vết tím bầm trải rộng trên thân thể, nhìn thấy mà ghê. Thế nào rồi? Anh nhàn nhạt hỏi. Mày lại còn hỏi như thế nào? Nam công ngạo không thể tưởng tượng nổi trợn to hai mắt, ngón tay chỉ vào la tình uyên trên giường bệnh, run run nói. Mày qua đó nhìn đi, chính mắt mày nhìn cho tao. Sáng sớm hôm nay, con bé vừa mới xuống máy bay đã tới đây thăm mày. Người tao sắp xếp ở bệnh viện đều nhìn thấy, nhưng ai biết, ngay cả phòng bệnh cũng không vào mà đã rời đi. Mày nói đây là tác phong làm việc của con bé sao? Mày xảy ra chuyện. Chẳng lẽ con bé lại không vào nhìn mày? Nhưng ai biết, con bé ngồi taxi về nhà. Chú La và dì của mày bao gồm người giúp việc đều không có ở nhà, lại bị người xa lạ thừa cơ hội tiến dần từng bước. Kết quả kèm theo là một tiếng thở dài nặng nề của Nam Cung Ngạo. Nam Cung Minh Dạ có thể đoán được đã xảy ra chuyện gì ở phần sau. La Tịnh Uyển cứ như vậy mà bị người ta cường bạo. Vầng trán lạnh như băng độ ra sát khí, nhìn chằm chằm người phụ nữ nằm ở trên giường. "Đừng nhìn, xin đừng nhìn tôi, đi ra ngoài." Ý thức của La Tịnh Uyển vẫn còn tỉnh táo, đôi mắt tràn ngập nước mắt vẫn xinh đẹp như xưa, nhưng lại tràn đầy sự bi thống run dày nắm gối dựa bên cạnh nên ném qua giọng gào thét tê tâm liệt phế áo của cô ta không ngay ngắn chỉ còn lại cái mền bao chặt lấy thân thể thực sự rất giống vì bị cường bạo mà trạng thái đã không còn thanh tình mày nói đi chính mày nói đi vị hôn thê tốt như thế lại không cần sống chết kéo dài ngày cưới chính là vì không muốn kết hôn hiện tại nhà của con bé xảy ra chuyến mày cũng không chịu giúp một tay nhìn con bé bị người ức hiếp thành bộ dáng này ngay cả một chút phản ứng mày cũng không có. Nam công ngạo phẫn nộ đến muốn hôn mê, giơ cây gậy trong tay lên hướng về phía lưng của Nam công Minh Dạ đập tới. Cái thằng khốn kiếp này, mày đã có lỗi với con bé nhiều như thế, cho đến bây giờ vẫn còn muốn hủy hôn. Mày còn muốn tao nói lời xin lỗi con bé cho tới khi nào?